Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 143. Dường như trong mắt hắn, mạng sống của Tô Diên chẳng đáng một xu. Ngươi, ông già mặc áo gai kinh hãi. Diệp Bắc Minh vẫn đi từng bước, không chịu bất kỳ sự uy hiếp nào. Đứng lại, ngươi thực sự muốn nhìn cô ta chết sao? Cô ta chết hay không không liên quan gì đến ta. Tô Diên cười khổ, Chiến Nhị, ta và anh ta không có bất kỳ quan hệ gì. Người dùng ta để uy hiếp anh ta cũng vô dụng. Mẹ kiếp, nhìn thấy Diệp Bắc Minh lao nhanh về phía mình, ông già mặc áo gai như sụp đổ. Ông ta vỗ vào lưng Tô Diên, đẩy cô về phía Diệp Bắc Minh, hy vọng có thể ngăn cản một chút. Còn mình thì quay người bỏ chạy, thân ảnh Diệp Bắc Minh lóe lên, không để ý tới Tô Diên, đuổi theo ông già mặc áo gai. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đuổi theo, ông già mặc áo gai sợ đến mức tim gần như vỡ tung, hỏa mãng, cứu ta. Một ngụm tinh huyết phun vào hỏa mãng thần kiếm. Ôi, thanh kiếm này được luyện từ một con chăn lửa từ bỏ hóa rồng mà thành, chủ nhân dùng một ngụm tinh huyết, khôi phục hình dạng thật của chăn lửa, hướng về phía Diệp Bắc Minh. Hừ, Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên cuộn vòng, phần thiên chi diễm lao ra, hóa thành một con rồng lửa lao về phía trước. Khoảnh khắc rồng lửa tiếp xúc với chăn lửa, liền nuốt chừng. Phần thiên chi diễm, ngươi còn có dị hỏa? Ông già mặc áo gai sợ hãi đến toát mồ hôi, tiểu tử này là loại quái vật gì vậy? Không chút do dự, xé nát một mảnh hư không, chuẩn bị chui vào trong đó chạy trốn. Kiếm càn khôn chấn ngục, đi. Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng, trực tiếp ném càn khôn chấn ngục kiếm ra. Trong khoảnh khắc vết nứt trong hư không khép lại, thanh càn khôn chấn ngục kiếm chìm vào đó và đâm vào ngực ông già mặc áo gai. Đây, ha ha, ông già mặc áo gai nhìn xuống, vẻ mặt đầy vẻ không cam lòng, hét lên một tiếng thảm thiết. Thể xác và thần hồn cùng nổ tung, thanh càn khôn chấn ngục kiếm bay ngược trở lại, rơi vào tay Diệp Bắc Minh. Một ý nghĩ, biến mất, Tô Diên nhìn chằm chằm tất cả, bất giác dùng mình, thực lực khủng khiếp của Diệp Bắc Minh khiến cô sợ hãi. Diệp công tử, anh lại cứu tôi thêm một lần nữa. Cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi không phải muốn cứu cô. Cô có chết hay không không liên quan gì đến tôi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, nếu không phải cô nói cho tôi biết nhà tù số 7 không sụp đổ, cha mẹ ta có lẽ vẫn còn sống, thì dựa vào việc cô dẫn ba người đó tới đây, cô đã là một người chết rồi. Kể từ hôm nay chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, xin lỗi, giết. Vốn dĩ hắn có chút thiện cảm với Tô Diên, nhưng Tô Diên lại dẫn người tới đây, muốn lấy máu hỗn độn của hắn. Một chút thiện cảm liền biến mất trong chớp mắt, hắn xoay người rời đi. Tô Diên ngồi trên mặt đất, trong lòng tự trách, hu hu hu. Diệp công tử, xin lỗi. Chấm, cùng lúc đó, vị diện chi thượng, sâu bên trong nhà họ Tô. Rắc rắc, một tiếng sắc nét, một thiếu phụ mập mạp đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Chiến Đại, Chiến Nhị, Chiến Tam đều đã chết. Làm sao có thể, phía trước, ba tấm thẻ linh hồn được đặt ngay ngắn trên bàn. Đại diện cho Chiến Đại, Chiến Nhị, Chiến Tam, tất cả các thẻ linh hồn đều biến thành bột, điều này cho thấy không chỉ ba người họ đã chết mà thần hồn cũng đã bị hủy diệt. Bà ta đưa tay cầm lấy một tấm thẻ linh hồn khác, chính là tấm thẻ linh hồn của Tô Diên. Con khốn này không sao. Nhưng Chiến Đại, Chiến Nhị, Chiến Tam đều chết rồi. Tô Diên, quả nhiên ngươi đã phản bội ta. Con cháu của một con khốn vẫn là một con khốn. Ánh mắt người thiếu phụ mập mạp cay độc. 15 phút trôi qua, người thiếu phụ đầy đặn lấy ra một viên đá truyền âm và truyền thần lực vào đó. Nửa canh giờ trôi qua, bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Tỷ tỷ, không phải ta đã nói rồi sao, phải bế quan một thời gian sao? Liên lạc với ta gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh. Em đã phát hiện ra hỗn độn thể rồi, người thiếu phụ đầy đặn nói. Cái gì, từ phía bên kia của đá truyền âm truyền đến tiếng sấm và tiếng dã thú gầm thét, vô cùng kích động. Chuyện gì vậy, mau nói đi, người thiếu phụ đầy đặn không giấu giếm điều gì, giải thích toàn bộ sự việc. Nói xong, bà ta lại bổ sung thêm một câu, xem ra Tô Diên đã lựa chọn phản bội em. Sức mạnh của Tô Diên, em không thể sử dụng được nữa, nếu không thì sẽ bị người khác phát hiện ra rắc rối. Anh, phải nhờ anh rồi. Giọng nói của người đàn ông trung niên rất ngưng trọng, em yên tâm. Chuyện này giao cho ta. Chấm, gần như cùng lúc đó, một thế lực khác ở vị diện chi thượng. Trong đại điện có một tấm bảng treo trên cao, trên đó viết hai chữ cổ xưa. Nó hoàn toàn khác với thư pháp, văn hóa, văn tự, truyền thừa của vị diện chi thượng. Hai chữ này dường như xuất hiện trong thế giới này từ không khí. Nhưng, chỉ cần là bất kỳ con cháu huyết mạch Hoa Hạ, đều có thể nhận ra hai chữ này. Côn Luân, lúc này. Trong điện chính của Côn Luân Điện, tất cả trưởng lão đang bế quan đều bước ra, vây quanh một viên đá màu đen không rõ chất liệu.
viên đá màu đen không ngừng nhấp nháy. Tất cả mọi người trong Côn Luân Điện đều đang nhìn chằm chằm vào nó. Vị tiên tổ sáng lập ra Côn Luân Điện đã để lại lời nhắn, vật này một khi có phản ứng, sẽ là thời khắc khó khăn cho Côn Luân Điện. Lẽ nào Côn Luân Điện chúng ta cuối cùng vẫn khó tránh một kiếp nạn hay sao? Lời tiên tri đó chưa chắc đã là đúng. Đã trải qua nhiều kỷ nguyên như vậy, Côn Luân Điện của chúng ta đã đứng ở vị diện cấp 9 đỉnh cao, còn có cái gì có thể uy hiếp được chúng ta nữa? Vị tiên tổ đó cũng nói rồi, chỉ có tìm được hỗn độn thể mới có thể tránh khỏi kiếp nạn. Ở đâu có hỗn độn thể chứ? Cho dù 10 tỷ năm cũng chưa chắc xuất hiện, lần trước xuất hiện một hỗn độn thể, mọi người tranh giành nhau, bị người ta giết chết. Những trưởng lão đều đang bàn luận, im lặng, đột nhiên có người hét lên. Mọi người nhìn sang một bên và thấy một người đàn ông trung niên mặc áo choàng tím xuất hiện giữa đám người. Điện chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người lập tức nghiêm trang, người đàn ông mặc áo choàng tím chính là chủ nhân của Côn Luân Điện, Cổ Kim Khứ. Cố Kim Khứ phớt lờ đám đông, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, rơi vào viên đá màu đen, khi tiên tổ Diệp Bắc Minh để lại lời tiên tri này, nhất định có lý của ông ấy. Mọi người đều im lặng lắng nghe, nếu như Diệp Bắc Minh ở đây, hắn nhất định sẽ vô cùng chấn động. Người sáng lập Côn Luân Điện cũng tên là Diệp Bắc Minh. Cùng tên với hắn, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Côn Luân Điện chúng ta sở dĩ có thể tồn tại đến ngày nay, chính là bởi vì có truyền thừa từ lời tiên tri của tiên tổ Diệp Bắc Minh. Lời của ông ấy chắc chắn không sai. Ngày mà hòn đá này có phản ứng nhất định sẽ là ngày mà Côn Luân Điện chúng ta gặp tai họa. Bây giờ chúng ta phải lập tức tìm được hỗn độn thể, Côn Luân Điện chúng ta có lẽ mới có một tia hy vọng. Giọng nói của Cổ Kim Khứ rất ngưng trọng. Một ông lão cao mày, điện chủ, làm sao chúng ta tìm được hỗn độn thể? Vị diện chi thượng lớn như vậy, e là Côn Luân Điện chúng ta cũng không thể tìm hết khắp nơi được. Chưa kể, phía dưới vị diện cấp 9 còn có vị diện cấp 8, cấp 7, cấp 6 và các vị diện khác. Nếu tìm kiếm tất cả, dù có tốn mấy kỷ nguyên cũng không thể tìm thấy. Đúng vậy, điện chủ, đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Lông mày của mọi người đều nhíu lại với nhau. Ánh mắt Cổ Kim Khứ tối sầm, mở mọi con đường tìm người. Nếu hòn đá này đã có phản ứng, hỗn độn thể chắc chắn đã xuất thế rồi. Bất chấp mọi giá phải tìm được hỗn độn thể, bất cứ ai ngăn cản. Đều là kẻ thù của Côn Luân Điện chúng ta. Lời nói của Cổ Kim Khứ vang khắp Côn Luân Điện. Vâng, từ giờ trở đi, Côn Luân Điện chỉ làm một việc duy nhất, đó chính là tìm ra thể chất hỗn độn. Rõ. Sau đó, các trưởng lão trong đại điện lần lượt tản đi. Cùng lúc đó, ở một góc trong đại điện, một thiếu nữ tinh nghịch chớp chớp mắt, thể chất hỗn độn xuất thế rồi á. Cha ta từng nói. Một khi thể chất hỗn độn xuất thế, đó cũng là lúc Côn Luân Điện gặp đại nạn. Sao ta thấy khó tin thế nhỉ? Cô gái chớp mắt, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. Côn Luân Điện đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên, truyền đến đời cha ta, đây đã là đời điện chủ thứ 1378 rồi. Côn Luân Điện mạnh như thế, ta thật sự không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của Côn Luân Điện chứ? Thiếu nữ nghiêng đầu. Bên cạnh cô ấy là một tỳ nữ có dung mạo thanh cao, trắng mịn, không kém gì các thần nữ, thánh nữ, tỳ nữ nói, tiểu thư, nếu nó đã là lời tiên đoán do tổ tiên để lại, vậy chắc chắn là có đạo lý của ngài ấy. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, đạo lý gì? Cái này. Tỳ nữ mở to mắt, lắc đầu, em không biết. Thiếu nữ vỗ nhẹ vào đầu tỳ nữ, ta biết ngay là em không nghĩ ra mà. Đinh, đang, đang. Đột nhiên, ngoài đại điện có tiếng chuông vang lên. À, chuông cửu châu vang rồi. Cuối cùng cánh cổng đã đóng suốt mấy chục kỷ nguyên của Côn Luân Điện cũng sắp mở rồi sao? Ta có thể ra ngoài chơi rồi. Thiếu nữ nghe thấy tiếng chuông, cô ấy vui sướng nhìn ra. Tỳ nữ hoảng hốt, vội vàng giữ chặt cánh tay thiếu nữ, tiểu thư, điện chủ đã dặn, người không được rời khỏi Côn Luân Điện đâu. Thiếu nữ tên là Cổ Yên Tuyết. Cô ấy chính là con gái của điện chủ Côn Luân Điện. Cổ Yên Tuyết mỉm cười, yên tâm đi, cha sẽ không phát hiện ta đã đi đâu. Dứt lời. Cổ Yên Tuyết điểm nhẹ một cái, diện mạo của tỳ nữ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt, diện mạo của tỳ nữ đã biến thành Cổ Yên Tuyết. Tiểu thư, người. Tỳ nữ kinh ngạc. Cổ Yên Tuyết chạy ra ngoài mà chẳng ngoái đầu lại, cẩn thận, đừng để bị lộ. Khi cô ấy sắp ra khỏi sơn môn của Côn Luân Điện, đi qua một khúc ngoặt, bên tai chợt vang lên một giọng nói uy nghiêm, sao chẳng cẩn thận gì vậy? Ai bảo ngươi tới đây? Nếu bị người khác phát hiện thì sao? Cổ Yên Tuyết nhíu mày, giọng của đại trưởng lão. Cô ấy không khỏi dừng bước, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một cái ngõ nhỏ rất bình thường. Chỗ này,
bình thường căn bản không có ai tới. Cổ Yên Tuyết len lén thuận theo góc tường nhìn qua, chỉ thấy đại trưởng lão Tư Không Trần đang đứng khoanh tay, quay lưng về phía Cổ Yên Tuyết. Đứng trước mặt ông ta là một người toàn thân đỏ sậm, trên người tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Đối phương khàn giọng nói, yên tâm đi, Côn Luân Điện vừa mới mở cửa. Giờ đang là lúc ý thức phòng ngự lỏng lẻo nhất. Lão Phu vào Côn Luân Điện giờ này, là giờ phù hợp nhất rồi. Tình hình sao rồi, việc mà ngươi đồng ý với hồn tộc ta, có manh mối rồi đúng không? Cổ Yên Tuyết trợn tròn mắt, hồn tộc. Ai? Huyết Ảnh ngẩng đầu lên. Mắt hắn đỏ lừ, nhìn về phía Cổ Yên Tuyết. Tư Không Trần cũng quay đầu lại xem, vừa khéo trông thấy bóng lưng đang bỏ chạy của Cổ Yên Tuyết. Là nó. Cô ta là ai? Con gái của Cổ Kim Khứ. Còn không mau đuổi theo đi, chúng ta bị cô ta phát hiện chuyện lớn của chúng ta rồi, nếu mà hỏng kế hoạch, hồn chủ sẽ không tha cho ông. Huyết Ảnh quát. Nghe thấy chữ, hồn chủ, con người của Tư Không Trần co rút lại. Ông ta lập tức lao đi, nhoáng cái đã đuổi kịp Cổ Yên Tuyết. Yên Tuyết, cháu định đâu vậy? Tư Không Trần, thân là đại trưởng lão của Côn Luân Điện, thế mà ông lại cấu kết với hồn tộc. Chẳng lẽ ông không biết hồn tộc là kẻ thù của Côn Luân Điện sao? Tôi nói cho cha tôi biết chuyện này, Cổ Yên Tuyết lạnh lùng nói. E là cháu không còn cơ hội đó nữa đâu. Tư Không Trần nhếch miệng cười. Một bàn tay phủ xuống. Khí tức tử vong bao trùm. Cổ Yên Tuyết phẫn nộ quát, ông điên rồi, ông dám ra tay với tôi. Cha tôi sẽ không tha cho ông. Cô ấy lấy ra một cái gương đồng cổ, ném về phía bàn tay của Tư Không Trần. Răng rắc, một tiếng, gương đồng nổ tung. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của các thị vệ ở Côn Luân Điện, mấy chục người bay đến, trông thấy Tư Không Trần và Cổ Yên Tuyết đánh nhau, họ sững sờ. Đại tiểu thư, đại trưởng lão, chuyện này là sao? Cổ Yên Tuyết vội vàng nói, mọi người cẩn thận, Tư Không Trần cấu kết với hồn tộc, ý đồ gây bất lợi cho Côn Luân Điện. Tư Không Trần quả quyết quát, là Cổ Yên Tuyết cấu kết với hồn tộc, mọi người giúp tôi bắt cô ta lại, mang cho điện chủ xử lý. Cái gì? Đám thị vệ không biết phải làm sao. Một bên là đại tiểu thư, một bên là đại trưởng lão. Rốt cuộc ai là người nói thật? Đúng vào lúc các thị vệ đang do dự, một thân ảnh đỏ rực vung kiếm chém qua. Phụt! Đám thị vệ ấy còn không có cơ hội phản ứng, đã hóa thành huyết phụ. Huyết Ảnh quát, còn ngây ra đó làm gì? Mau giết cô ta! Tư Không Trần không chần chừ nữa, năm ngón tay điểm lên trời. Năm đạo phù văn màu vàng bay ra, phong ấn toàn bộ không gian xung quanh. Năm ngón tay bóp một cái. Ong! Hư không vỡ vụn. Một cỗ áp lực khủng khiếp nghiền áp về phía Cổ Yên Tuyết, cơ thể cô ấy méo mó, cô ấy gào lên thảm thiết, a! À. Tư Không Trần! Ông sẽ không được chết toàn thây. Cha tôi mà biết chuyện này thì ông chết chắc. Ha ha, cô sống được đã rồi hãng bàn. Hư không sụp đổ. Vào lúc Cổ Yên Tuyết cho rằng, mình chết chắc rồi. Miếng ngọc bội trước ngực cô ấy sáng lên, một luồng sáng rực rỡ bao trùm lấy cô ấy. Cô ấy lập tức trốn vào hư không, biến mất. Phế vật, ông để cô ta chạy rồi đấy. Đệt, nếu bí mật này mà lộ, kế hoạch của hồn chủ có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Huyết Ảnh nổi cơn tam bành. Chỉ vào mũi Tư Không Trần chửi. Mặt Tư Không Trần xa sầm, ông ta ra tay với Huyết Ảnh luôn. Huyết Ảnh cả kinh, ông làm gì vậy? Ông dám ra tay với tôi? Tư Không Trần khàn giọng, mau đánh trả đi, người của Côn Luân Điện tới rồi. Lúc này, Huyết Ảnh mới phát hiện, ở xa đang có mấy chục bóng người lao tới, khí tức cực kỳ khủng bố, tất cả đều là những người cấp trưởng lão ở Côn Luân Điện. Huyết Ảnh đành phải đánh trả. Sau khi đại chiến với Tư Không Trần mấy hiệp, hắn ném ra mấy cục mìn màu đen. Cục mìn nổ tung, Huyết Ảnh lắc mình lao ra khỏi sơn môn của Côn Luân Điện, biến mất vô tung vô ảnh. Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy? Vừa nãy người đó là ai? Sao hai người lại đánh nhau? Một đám trưởng lão lững thững đến chậm. Ánh mắt Tư Không Trần ngưng trọng, đó là người của hồn tộc, đại tiểu thư cùng một nhóm hộ vệ đi tuần phát hiện hồn tộc, thế là đánh nhau. Lúc tôi chạy đến, đại tiểu thư đã trọng thương, bị đánh vào không gian hư vô vô tận. Nguyên thủy chân giới, bên ngoài cửa lớn nhà họ Tiêu. Từ sau khi cổng nhà họ Tiêu bị Diệp Bắc Minh chém một nhát tan tành, nó vẫn đang được sửa chữa. Trên quảng trường phía ngoài, chỗ nào cũng dán hình Diệp Bắc Minh, trước đó trên hình còn ghi treo thưởng hoàng kim, bây giờ đã được vẽ một dấu X đỏ chót. Thằng nhãi Diệp Bắc Minh này, chết thật rồi hả? Lão tổ về, chính miệng ông ấy bảo tên đó chết rồi, chắc là đúng đấy. Rốt cuộc lão tổ đã trải qua chuyện gì trong hang thần ma nhỉ?
Khi về, ông ấy mặt tái mét, trông như kiểu sống sót sau đại nạn vậy á. Có mấy người nhỏ giọng nghị luận. Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng, Tiêu Lục Quốc đi khắp nơi bảo tôi chết rồi hả? Mọi người nhà họ Tiêu quay đầu lại nhìn, nhìn xong cả đám sợ đến nỗi suýt thì vỡ tim. Diệp Bắc Minh, một thanh niên khiến cho toàn bộ thành viên nhà họ Tiêu run sợ, đang đứng trước mặt họ. Tôi đây. Diệp Bắc Minh nhếch môi cười, sau đó thẳng tay vung kiếm lên chém. Gào. Một con huyết long lao ra, mấy trăm người ở cổng nhà họ Tiêu hóa thành huyết vụ ngay chỗ. Kẻ nào đấy? Âm thanh ầm ầm đã thu hút sự chú ý của các thành viên nhà họ Tiêu. Hơn 100 lão giả đứng trên không trung, bay về phía cổng nhà họ Tiêu, vào khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, tất cả sững sờ, Diệp Bắc Minh. Cậu chưa chết? Sao có thể chứ? Tiểu tạp chủng, cậu to gan thật đấy, cậu còn dám tới nhà họ Tiêu. Một lão giả có râu quát. Có gì mà tôi không dám? Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ giết đến khi dòng máu nhà họ Tiêu đoạn tuyệt. Diệp Bắc Minh cười. Một kiếm điên cuồng chém ra. Hơn 100 lão giả nhà họ Tiêu căn bản không chống đỡ được, hơn 1/3 số người hóa thành huyết vụ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong điện chính nhà họ Tiêu. Tiêu Lục Quốc, đường đường là lão tổ nhà họ Tiêu, thế mà giờ phút này lại đang khom lưng cúi đầu, khoanh tay lại như một đứa trẻ, đứng trước mặt một thanh niên trẻ. Không chỉ có Tiêu Lục Quốc. Những lão giả khác của nhà họ Tiêu cũng đang rất hoảng sợ. Bởi vì, người thanh niên trước mặt có khí tức khủng bố hơn cả lão giả cảnh giới tế đạo tầng 9 mấy lần. Anh ta chỉ ngồi ở đó, đã làm người ta cảm thấy áp bách cực kỳ, anh ta nâng mắt lên đã dọa cho người nhà họ Tiêu toát mồ hôi lạnh. Nếu không vì tổ tiên nhà họ Hoa ta nợ nhà họ Tiêu ngươi một ân tình. Đồng ý rằng cứ 10 tỷ năm sẽ đưa ba hậu nhân của nhà họ Tiêu lên vị diện phía trên, thì dù có cầu xin bản công tử cũng sẽ không tới cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thanh niên uống một hớp trà. Sau đó nhổ luôn ra. Trà đều gì đây, chẳng ngon gì cả. Vâng vâng vâng. Tiêu Lục Quốc cúi mặt, nghẹn đỏ mặt, không dám nói thêm một câu thừa thãi nào. Thanh niên chỉ xuống đất, liếm sạch đi. Tiêu Lục Quốc khẽ quát, còn ngây ra đó làm gì? Người đây, liếm sạch sàn nhà đi, đừng làm bẩn mắt Hoa thiếu. Vâng. Một người làm nhanh chóng đi lên. Thanh niên vung tay lên tát một cái, hạ nhân đó bay ra ngoài, đập thủng vách tường đại điện, rồi ngã mạnh ra ngoài, sống chết không rõ. Tôi bảo ông liếm sạch, ông gọi cậu ta làm gì? Người thanh nhếch môi trêu chọc. Tiêu Lục Quốc ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia khuất nhục, hả? Tôi á? Hoa thiếu, tôi là lão tổ nhà họ Tiêu. Người thanh niên nhếch môi châm chọc, lão tổ nhà họ Tiêu. Trong mắt tôi, ông chỉ là một con chó. Trong mắt nhà họ Hoa tôi, tất cả những người nhà họ Tiêu đều là một con chó, chẳng lẽ ông không biết? Cậu nói cái gì? Tiêu Lục Quốc nghẹn lời. Các lão giả khác nhà họ Tiêu sợ đến nỗi tim đập thình thịch, người trẻ tuổi, cho dù cậu đến từ vị diện phía trên, thì cũng đừng sỉ nhục người khác như vậy. Người thanh niên nheo mắt. Anh ta vung tay lên tát một cái, một cỗ lực lượng như sóng thần đập lên người mấy lão giả vừa lên tiếng, họ nổ tung ngay lập tức, thi cốt vô tồn. Chỉ còn lại một làn huyết vụ. Hít. Mọi người nhà họ Tiêu hít một ngụm khí lạnh, cả đám không kìm được lùi về sau. Thanh niên cười lạnh, còn ai cho rằng mình không phải chó nhà họ Hoa không? Tiêu Lục Quốc vội vàng quỳ xuống, Hoa thiếu, nhà họ Tiêu chúng tôi là chó của ngài, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Nhục, nhục vô cùng tận. Nhưng, để nhà họ Tiêu được sống tiếp, ông ta không dám phản kháng. Ha 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 ha, vậy mới ngoan chứ, phì. Thanh niên vỗ vỗ mặt Tiêu Lục Quốc, rồi lại nhổ ra miếng nước bọt, liếm sạch. Vâng, Tiêu Lục Quốc cố nén buồn nôn, liếm sạch cục nước bọt. Lúc này, người thanh niên mới tỏ vẻ chán nản ngồi lại ghế, hai. Kiến hôi vẫn chỉ là kiến hôi, mới thế đã sợ rồi, sao chẳng có ai cãi lại bản công tử vậy? Phía sau người thanh niên, một lão giả lưng gù cười nhẹ, công tử, ai dám cãi người chứ? Chẳng lẽ ngại mệnh dài à? Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ gia tộc rồi, mau về thôi. Chỗ này chán ngắt, người thanh niên duỗi eo. Sau đó lệnh cho Tiêu Lục Quốc chọn lấy ba người trẻ tuổi, khi đang định đưa người đi. Một người đàn ông toàn thân là máu chật vật xông vào đại điện, lão tổ, xảy ra chuyện rồi. Tên Diệp Bắc Minh kia chưa chết, anh ta lại giết đến nhà họ Tiêu rồi. Cái gì, tên tạp chủng đó vẫn chưa chết, sao có thể chứ? Tiêu Lục Quốc suýt thì nhảy dựng lên. Người thanh niên họ Hoa nhíu mày, ai mà làm ông phản ứng lớn thế? Nét mặt Tiêu Lục Quốc ngưng trọng, ông ta nhìn người thanh niên họ Hoa, Hoa thiếu, tên đó là thể chất hỗn độn bẩm sinh,
thực lực kinh người. Ông nói cái gì, thể chất hỗn độn, người thanh niên họ Hoa vốn đang bình tĩnh, lúc này đồng tử co rút. Xoẹt, anh ta đứng bật dậy, chiếc ghế bành vỡ vụn. Anh ta tiến lên một bước, bóp cổ Tiêu Lục Quốc, ông nói lại xem nào. Nơi khỉ ho cò gáy này của các ông, thế mà CMN lại phát hiện ra một thể chất hỗn độn á. Tiêu Lục Quốc suýt tắc thở, ông ta trợn trắng mắt, Hoa thiếu. Vâng, thể chất hỗn độn. Đệt. Thanh niên họ Hoa gào lên một tiếng rồi ném Tiêu Lục Quốc đi. Bụp, một tiếng ầm vang lên, Tiêu Lục Quốc đập mình vào cột nhà, gãy mấy cây cột, hộc máu. Thể chất hỗn độn, ha 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 ha, đi, đi xem nào. Thanh niên họ Hoa kích động đi ra khỏi đại điện, ra thẳng cổng chính nhà họ Tiêu. Đúng lúc này, một thanh niên như sát thần từ xa đánh tới. Những nơi anh đi qua, tất cả mọi người nhà họ Tiêu hóa thành huyết vụ. Dưới chân Diệp Bắc Minh chất đầy xương cốt. Ngươi chính là thể chất hỗn độn. Không đúng, trên người ngươi không có mùi của máu hỗn độn. Thanh niên họ Hoa nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, người nhà họ Tiêu cơ bản đều có mặt. Anh không hề do dự. Vung tay ném ra hơn 1000 viên hỗn ma sát. Giây tiếp theo, năng lượng trong cơ thể anh ngưng tụ, trực tiếp tự bạo. Đùng đoàng. Trong nháy mắt, hơn 1000 viên hỗn ma sát đồng thời nổ tung. Vô số tù võ giả ở phụ cận ngẩng đầu lên, kinh hoàng nhìn về phía nhà họ Tiêu. Chỉ thấy, trên bầu trời tổ trạch nhà họ Tiêu, một đám mây hình nấm khổng lồ cao vạn mét bốc lên. Trong một phiến không gian hư vô, Diệp Bắc Minh thật mở mắt ra, anh nhếch môi cười, con rối tự bạo thành công, hơn 1300 viên hỗn ma sát, nổ tung ở nhà họ Tiêu rồi. Nhà họ Tiêu có một phân thần đại đế tọa chấn, đương nhiên anh sẽ không đích thân đi mạo hiểm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười bảo, nhóc con, cậu hư thật đấy. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, tôi đã bảo rồi mà, tôi sẽ khiến huyết mạch nhà họ Tiêu đoạn tuyệt, tất nhiên phải nói được làm được. Việc cấp bách hiện giờ là tìm ra vị diện mà ba mẹ tôi trôi tới. Nhìn xung quanh, Diệp Bắc Minh đang ở trong một phiến không gian hư vô, anh đã tìm kiếm 2 ngày 2 đêm rồi. Mà vẫn chưa tìm được bất cứ tung tích nào. Đi thôi, tới nơi khác. Khi Diệp Bắc Minh chuẩn bị đi, bỗng nhiên, hư không đằng trước dao động. Một người phụ nữ toàn thân đầy máu chậm rãi trôi tới. Diệp Bắc Minh nhíu mày nhìn sang. Người phụ nữ đang hấp hối, bị thương nặng. Hình như cô ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Bắc Minh, cô ta mở mắt ra nhìn anh một cái, sâu trong ánh mắt là sự cầu xin, cứu. Cứu tôi với. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt, xin lỗi, tôi không có sở thích lo chuyện bao đồng. Quay người, đang định đi. Được thôi, nếu được, xin anh hãy đến Côn Luân Điện một chuyến, nói cho cha tôi biết. Đại trưởng lão cấu kết với hồn tộc, người phụ nữ đang bị thương nặng và bị đánh vào khe nứt không gian chính là Cổ Yên Tuyết. Diệp Bắc Minh đang định quay người. Nghe thấy 3 chữ Côn Luân Điện. Anh cứng đờ người, đối với người Hoa Hạ mà nói, 2 chữ Côn Luân có ý nghĩa đặc biệt. Anh quay đầu lại hỏi với vẻ khó tin, Côn Luân Điện là nơi nào? Cô là ai? Là ta. Diệp Bắc Minh cười, giơ tay lên chém một kiếm không chút khách khí. Gào. Một con huyết long lao ra, hàng trăm bóng người ở lối vào nhà họ Tiêu liền biến thành xương máu ngay tại chỗ. Là kẻ nào? Động tĩnh to lớn thu hút sự chú ý bên trong nhà họ Tiêu. Hơn 100 ông lão bay lên không trung, bay về phía cửa lớn nhà họ Tiêu, vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, Diệp Bắc Minh. Ngươi vẫn chưa chết. Làm sao có thể? Tên khốn kiếp, ngươi thật to gan, ngươi còn dám đến nhà họ Tiêu. Một ông lão có chòm râu dê hét lên giận dữ. Ta có gì không dám, ta đã nói rồi, ta sẽ giết cho đến khi nhà họ Tiêu các ngươi đoạn tuyệt huyết mạch. Diệp Bắc Minh gầm lên. Điên cuồng chém ra một kiếm. Hơn 100 ông lão nhà họ Tiêu căn bản không thể chống đỡ được, hơn 1/3 biến thành xương máu ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, chủ điện nhà họ Tiêu. Tiêu Lục Quốc, đường đường là một lão tổ của nhà họ Tiêu, lúc này lại cúi đầu khom lưng, khoanh tay như một đứa trẻ, đứng trước mặt một thanh niên cực kỳ trẻ tuổi. Không chỉ có Tiêu Lục Quốc, những ông lão khác của nhà họ Tiêu cũng tỏ vẻ kinh hãi. Chính là vì người thanh niên trước mặt. Khí tức còn đáng sợ gấp nhiều lần so với ông lão cảnh giới tế đạo cấp 9. Anh ta chỉ ngồi đó đã mang đến cho người ta cảm giác áp bức mãnh liệt, chỉ nhướn mí mắt đã khiến người nhà họ Tiêu toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải tổ tiên nhà họ Hoa ta nợ nhà họ Tiêu các ngươi một ân tình. Đã hứa cứ mỗi 10 tỷ năm sẽ đưa 3 người con cháu nhà họ Tiêu lên vị diện chi thượng thì cái nơi rác rưởi này, dù có cầu xin bổn công tử cũng không đến. Thanh niên nhấp một ngụm trà thơm.
không chút khách khí nhổ nó ra. Cái trà gì đây, chẳng có mùi vị gì cả. Vâng vâng vâng. Tiêu Lục Quốc cúi đầu, kìm chế đến đỏ mặt, không dám nói thêm lời nào. Thanh niên chỉ xuống đất, lau sạch đi. Tiêu Lục Quốc hét lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Người đâu, lau sàn cho sạch đi, đừng làm bẩn mắt Hoa thiếu gia. Rõ. Một người hầu nhanh chóng đi tới. Người thanh niên giơ tay tung ra một cái tát, người hầu bay về phía sau, đập thẳng vào tường đại điện, nặng nề ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Ta bảo ngươi lau sạch đi, ngươi gọi hắn làm gì? Khóe miệng thanh niên lộ vẻ giễu cợt. Tiêu Lục Quốc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia nhục nhã, a. À, tôi, Hoa thiếu gia, tôi là lão tổ của nhà họ Tiêu. Khóe miệng thanh niên tràn đầy ý đùa cợt, lão tổ nhà họ Tiêu. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó. Tất cả người nhà họ Tiêu các ngươi đều chỉ là một con chó trong mắt nhà họ Hoa ta, lẽ nào ngươi không biết? Cậu đã nói gì? Tiêu Lục Quốc trợn mắt. Những ông lão khác của nhà họ Tiêu tức giận nhảy dựng lên, anh bạn trẻ, cho dù cậu đến từ vị diện chi thượng, cũng không cần phải hạ nhục người khác như thế này chứ. Người thanh niên nheo mắt lại. Anh ta giơ tay quét ra ngoài, một luồng sức mạnh như sóng thần ập vào ông già đang nói, ông ta nổ tung tại chỗ, không còn sót lại một mảnh xương nào. Chỉ còn lại một màn xương máu. Rít. Mọi người trong nhà họ Tiêu đều hít một hơi khí lạnh, bất giác lùi lại. Thanh niên cười khẩy, còn có ai cho rằng mình không phải con chó của nhà họ Hoa nữa không? Tiêu Lục Quốc vội vàng quỳ trên mặt đất, Hoa thiếu gia, nhà họ Tiêu chúng tôi đều là chó của cậu, xin cậu giơ cao đánh khẽ. Nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Nhưng, vì sự tiếp nối của nhà họ Tiêu, ông ta không dám phản kháng. Ha 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 ha, vậy mới ngoan, ha ha. Thanh niên vỗ vỗ khuôn mặt già nua của Tiêu Lục Quốc, phun ra một ngụm đầm đặc, liếm sạch đi. Vâng, Tiêu Lục Quốc cố chịu đựng sự ghê tởm, liếm sạch chỗ đầm đặc. Người thanh niên sau đó chán nản ngồi xuống ghế, hai. Kiến thì cũng chỉ là kiến mà thôi. Nhanh như vậy mà đã nhượng bộ rồi, sao không có ai dám thách đấu được bổn công tử. Phía sau thanh niên, một ông lão lưng gù mỉm cười, công tử, ai dám thách đấu với cậu chứ? Lẽ nào chê sống lâu quá rồi sao? Chỉ bằng hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, mau chóng quay về đi. Thật là một nơi nhàm chán. Thanh niên vươn vai. Lệnh cho Tiêu Lục Quốc chọn ra ba người trẻ tuổi, chuẩn bị dẫn đi. Một người đàn ông mặt đầy máu nhếch nhác xông vào đại sảnh, lão tổ, đã xảy ra chuyện rồi. Tên Diệp Bắc Minh đó vẫn chưa chết, hắn lại đến nhà họ Tiêu rồi. Cái gì, tên khốn đó chưa chết, làm sao có thể? Tiêu Lục Quốc suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thanh niên họ Hoa cau mày, ai thế? Lại khiến người phản ứng mạnh như vậy. Sắc mặt Tiêu Lục Quốc ngưng trọng, rơi vào trên người thanh niên họ Hoa, Hoa thiếu gia. Tiểu tử này là thiên sinh hỗn độn thể, thực lực rất đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Hỗn độn thể, đồng tử thanh niên họ Hoa co rút lại. Rắc rắc, anh ta đột ngột đứng dậy, chiếc ghế anh ta đang ngồi biến thành từng mảnh. Anh ta tiến lên, tóm chặt lấy cổ Tiêu Lục Quốc, ngươi nói lại lần nữa. Cái nơi tồi tàn này của các ngươi lại phát hiện ra hỗn độn thể. Tiêu Lục Quốc gần như ngạt thở, không ngừng trợn mắt, Hoa thiếu gia. Đúng vậy, hỗn độn thể. Mẹ kiếp. Thanh niên họ Hoa hét lớn và ném Tiêu Lục Quốc ra ngoài. Bang, một tiếng vang lớn, Tiêu Lục Quốc thảm hại đập nát mấy cây cột, phun ra máu. Hỗn độn thể, ha ha ha, đi, đi xem. Thanh niên họ Hoa kích động lao ra khỏi đại điện, đi thẳng đến cổng núi nhà họ Tiêu. Đúng lúc này, một thanh niên giống như tà thần từ xa xông tới. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu đều biến thành xương máu. Dưới chân Diệp Bắc Minh đã sớm trở thành núi thi thể và biển máu. Ngươi chính là hỗn độn thể. Không đúng, trên người ngươi không có mùi của máu hỗn độn. Thanh niên họ Hoa cau mày, ngươi là ai? Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, người nhà họ Tiêu gần như đều ở đó. Không còn do dự nữa. Đột nhiên giơ tay lên, hàng ngàn hỗn ma sát bay ra. Giây tiếp theo, năng lượng trong cơ thể hắn ngưng tụ và trực tiếp nổ tung. Bùm! Trong chớp mắt. Hàng ngàn hỗn ma sát đồng thời nổ tung. Vô số tu võ giả ở gần đó cùng lúc ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn về phía nhà họ Tiêu. Chỉ thấy, một đám mây hình nấm cao hàng chục nghìn mét bay lên trên vùng đất tổ của nhà họ Tiêu. Trong không gian hư vô, Diệp Bắc Minh thật mở mắt ra, trên môi nở nụ cười, con rối tự hủy thành công, hơn 1.300 hỗn ma sát, tất cả đều nổ tung ở nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu có một đại đế phân thần tọa chấn, hắn sẽ không tự mình mạo hiểm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói,
tiểu tử, cậu cũng thật là xấu xa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, tôi đã nói rồi, khiến nhà họ Tiêu đoạn tuyệt huyết mạch, nhất định nói được sẽ làm được. Ưu tiên hàng đầu là tìm ra vị diện mà cha mẹ ta rơi xuống. Hắn nhìn xung quanh. Diệp Bắc Minh đã tìm kiếm 2 ngày 2 đêm ở trong không gian hư vô này rồi. Vẫn không có bất kỳ manh mối gì. Đi thôi, đổi chỗ khác. Đúng lúc Diệp Bắc Minh chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hư không phía trước dao động. Một người phụ nữ toàn thân đầy máu từ từ trôi tới. Diệp Bắc Minh cau mày nhìn. Người phụ nữ sắp chết, bị thương rất nặng. Cô dường như cảm nhận được sự hiện diện của Diệp Bắc Minh, mở mắt ra và liếc nhìn, trong ánh mắt có chút cầu xin, cứu, cứu tôi với. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh bình tĩnh, xin lỗi, tôi không thích lo chuyện bao đồng. Hắn quay người lại và định rời đi. Được rồi, nếu có thể, xin anh hãy đến Côn Luân Điện một chuyến, nói với cha tôi. Rằng đại trưởng lão cấu kết với hồn tộc, người phụ nữ này chính là Cổ Yên Tuyết, đã bị thương nặng và bị đánh vào vết nứt không gian. Diệp Bắc Minh vừa quay người. Nghe thấy 3 chữ Côn Luân Điện. Cơ thể hắn rung chuyển. Đối với người Hoa Hạ, 2 chữ Côn Luân có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Hắn quay đầu lại hỏi một cách khó tin, Côn Luân Điện là nơi nào? Cô là ai? Trên gương mặt yếu ớt của Cổ Yên Tuyết hiện lên vẻ ngạc nhiên, hình như anh rất có hứng thú với Côn Luân Điện. Anh là ai? Diệp Bắc Minh đã đổi tên thần cao mày, người còn chưa trả lời vấn đề của ta. Cổ Yên Tuyết lại trở nên mạnh mẽ, anh trả lời tôi trước, nếu không tôi sẽ không nói cho anh. Không trả lời đúng câu hỏi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nói thêm một câu, tôi cho cô một cơ hội nữa, tôi đếm đến 3. Sau con số 3, nếu cô không nói ra thân phận của cô, còn cả lai lịch của Côn Luân Điện. Tôi sẽ quay người đi, không cho cô bất kỳ cơ hội nào nữa. Không cho Cổ Yên Tuyết phản ứng. 1, 2. Khi con số thứ 3 sắp dứt, Cổ Yên Tuyết lo lắng, cô biết người đàn ông trước mặt không nói đùa. Đây là cơ hội và hy vọng cuối cùng của cô. Cô gấp gáp phun ra một ngụm máu, tôi nói, tên tôi là Cổ Yên Tuyết, đến từ Côn Luân Điện ở vị diện chi thượng. Thân phận của tôi là con gái của điện chủ Côn Luân Điện, Cổ Kim Khứ. Một ngày trước, tôi đã phá vỡ sự cấu kết của đại trưởng lão Tư Đồ Trần của Côn Luân Điện và hồn tộc. Bị ông ta đánh trọng thương, đánh vào vết nứt không gian. Cô nói liền một mạch. Diệp Bắc Minh sờ sờ cằm. Lời nói của Cổ Yên Tuyết nghe không giống nói dối. Côn Luân Điện này là nơi nào? Diệp Bắc Minh rất tò mò. Dù sao, 2 từ Côn Luân quá đặc biệt. Là một người Hoa Hạ, ngoài vị diện nghe thấy 2 chữ này, không thể không suy nghĩ. Côn Luân Điện là một tông môn cổ xưa ở vị diện chi thượng. Về phần nó cổ đến đâu, không ai biết. Cổ Yên Tuyết lắc đầu, đến cha tôi là đã hơn 1000 đời rồi. Tôi chỉ biết tổ tiên đời thứ nhất của Côn Luân Điện tên là Diệp Bắc Minh. Ông ấy đã thành lập nên Côn Luân Điện, là để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đã được truyền lại qua vô số kỷ nguyên. Cô nói gì? Đôi mắt Diệp Bắc Minh mở to. Cổ Yên Tuyết đang lơ lửng trong hư không, yếu ớt nhìn hắn, Côn Luân Điện, là để hoàn thành nhiệm vụ do tổ tiên chúng ta để lại. Không phải cái này. Diệp Bắc Minh quả quyết lắc đầu, thở gấp. Người sáng lập đầu tiên của Côn Luân Điện các cô tên là gì? Cổ Yên Tuyết thành thật trả lời, Diệp Bắc Minh. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngơ ngác, tiểu tháp, chuyện này là sao? Người sáng lập đầu tiên của Côn Luân Điện tên là Diệp Bắc Minh. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Hơn nữa, thế lực thành lập còn gọi là Côn Luân Điện. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ một chút rồi trả lời, tiểu tử, có lẽ là trùng hợp. Trùng hợp! Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu lại. Nếu trùng họ trùng tên là trùng hợp, thì tôi chấp nhận. Nhưng, thế lực do Diệp Bắc Minh thành lập tên là Côn Luân Điện. Ông không thấy kỳ lạ quá sao? Quả thực, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng vài giây trước khi trả lời. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nhìn Cổ Yên Tuyết, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đang định hỏi. Đột nhiên, bát, hư không phía trước dao động. Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Yên Tuyết biến sắc, không hay rồi. Anh mau chạy đi. Những người đó đang đuổi theo tôi. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh vẫn bất động, Cổ Yên Tuyết hết sức lo lắng, sao anh còn không chạy đi? Khụ khụ, phụt, cô phun ra một ngụm máu tươi. Chạy, mau chạy đi. Diệp Bắc Minh vẫn bất động. Nhìn chằm chằm vào dao động hư không phía trước, sau mấy hơi thở, 4 bóng người xuất hiện từ trong dao động hư không. Một người đàn ông trung niên. Một ông già với đôi lông mày dài. 2 chàng trai trẻ khoảng 30 tuổi. Khoảnh khắc 4 người họ nhìn thấy Cổ Yên Tuyết, trên môi liền nở một nụ cười, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Đại tiểu thư,
cô làm chúng tôi tìm vất vả đấy. Hắn liếc nhìn Diệp Bắc Minh, yêu, cảnh giới đại đạo cấp 1, thực lực thật đáng sợ đấy. Đại tiểu thư, vừa rồi thấy cô nói chuyện rất vui vẻ, anh ta là cọng rơm cứu mạng của cô à? Ông già lông mày dài cười tà ác. Cổ Yên Tuyết trầm giọng, muốn giết, muốn chặt đầu, tùy các ngươi. Người này không liên quan gì đến chuyện này, hắn không biết gì cả. Ông già lông mày dài cười đùa, cô nói không liên quan thì là không liên quan sao? Bây giờ tôi sẽ cho anh ta hai lựa chọn. Một, không phải chịu đau khổ, chủ động tự sát. Hai, bị lửa linh hồn của ta thiêu sống. Tùy ý nhìn Diệp Bắc Minh. Giống như một vị thần tuyên bố kết cục của hắn vậy. Cổ Yên Tuyết bất lực nói, vị công tử này, xin lỗi, là tôi hại anh rồi. Diệp Bắc Minh đứng yên ở đó, thờ ơ. Giống như không nghe thấy những gì họ nói. Hắn đang truyền âm với tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tiểu tháp, ông nắm chắc đến mức nào? Người đàn ông trung niên và ông già lông mày dài đều là tế đạo chi thượng cấp 5. Hai người thanh niên kia là tế đạo chi thượng cấp 4. Nếu bổn tháp đột nhiên nổ tung toàn bộ sức mạnh, có cơ hội tiêu diệt tất cả bọn họ trong nháy mắt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tự tin trả lời. Diệp Bắc Minh cười, được. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh cười, ông già lông mày dài sầm mặt, ngươi cười cái gì? Ta cười cái ngọn lửa rác rưởi của ngươi, đừng có lấy ra làm mất mặt. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Con kiến, đúng là muốn chê tông già lông mày dài hoàn toàn tức giận. Không do dự nữa, năm cái móng vuốt khô khốc trực tiếp lao tới, không chút dè chừng mà tóm lấy cổ Diệp Bắc Minh. Tiểu tháp, nổ tung. Diệp Bắc Minh gầm lên. Bùm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lao ra khỏi cơ thể hắn, trực tiếp dâng trào, phong tỏa toàn bộ không gian hư vô. Binh khí đại đế. Bao gồm cả ông già lông mày dài và ba người còn lại, tất cả đều kinh ngạc. Cổ Yên Tuyết cũng sửng sốt trong giây lát, trên người Diệp Bắc Minh lại có binh khí đại đế. Đế uy nghiền nát. Cho dù bốn người bọn họ đều là tế đạo chi thượng, cũng căn bản không thể chịu nổi. Từ bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục, một quả cầu năng lượng hỗn độn lao ra, như một cơn sóng thần nghiền nát xuống. A! À, hai thanh niên tế đạo chi thượng cấp 4 biến thành xương máu ngay tại chỗ. Thần hồn của bọn họ cố gắng lao ra ngoài, nhưng đã bị năng lượng hỗn độn đè bẹp ngay tại chỗ. Đi mau, tiểu tử này có vấn đề. Người đàn ông trung niên biến sắc. Ông già lông mày dài cũng nhìn ra, hai người vội vàng rút lui. Ngay khi chuẩn bị lao ra khỏi phạm vi của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, hư không xung Diệp Bắc Minh bỗng nhiên dao động. Gào! Thanh Càn Khôn Trấn Ngục kiếm chém sát mặt. Người đàn ông trung niên hét lên, bị chặt thành hai mảnh ngay tại chỗ. A, à, lão hồ, cứu ta, mau cứu ta. Một tiếng kêu kinh hãi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bay tới, trực tiếp chấn áp xuống. Phụt, người đàn ông trung niên hóa thành xương máu ngay tại chỗ. Ngươi, rít, lại một binh khí đại đế nữa. Làm sao có thể, một mình ngươi có hai binh khí đại đế. Rốt cục ngươi là ai? Ông già lông mày dài liếc nhìn màn xương máu của người đàn ông trung niên, hít một luồng khí lạnh. Ta không phải là người phải chết sao? Diệp Bắc Minh cười tâu toét, lao lên phía trước. Ông già lông mày dài kinh hãi lùi lại, vị công tử này, tất cả đều là hiểu lầm. Gào. Diệp Bắc Minh lười nghe ông ta phí lời, liền vung kiếm chém ra. Một con huyết long lao ra. Đừng mà. Ông già lông mày dài cảm thấy ngực đau nhức dữ dội, phun ra một ngụm máu. Tiểu tử, mẹ kiếp, cho ngươi thể diện mà ngươi còn không lấy, chúng ta là đại trưởng lão của Côn Luân Điện đấy, ngươi dám. Phần thiên chi diễm. Chỉ nghe Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng. Ngọn lửa tràn ngập bầu trời, từ trên trời rơi xuống. Càn quét mọi hướng, mọi thứ xung quanh biến thành một cõi lửa vô tận. Nhìn cho rõ vào, thứ lửa rác rưởi của ngươi, kiếp sau đừng có học nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Dị hỏa, a a. Ông già lông mày dài không ngừng lăn lộn và la hét. Sau vài hơi thở liền biến thành cho bụi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh quay lại và nhìn vào Cổ Yên Tuyết. Vẻ mặt cô gần như hóa đá, cô há hốc miệng, ngây ra nhìn Diệp Bắc Minh, anh. Mạnh quá, rốt cục anh là ai? Còn nữa, thứ vừa nãy anh sử dụng là năng lượng hỗn độn sao? Sao anh lại có hai món vũ khí đại đế? Lẽ nào anh đến từ đế huyết gia tộc? Thực lực thật sự của anh không phải là cảnh giới đại đế cấp 1 sao? Anh ẩn giấu thực lực. Một loạt câu hỏi làm cho khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Cô nương, cô không biết hoàn cảnh của mình phải không? Cổ Yên Tuyết phản ứng lại ngay lập tức, hiện tại cô ấy vẫn đang bị thương nặng, đột loạt câu hỏi làm cho khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Cô nương, cô không biết hoàn cảnh của mình phải không?
Cổ Yến Tuyết phản ứng lại ngay lập tức. Hiện tại cô ấy vẫn đang bị thương nặng. Đưa tôi ra khỏi đây. Nếu anh muốn biết về Côn Luân Điện, tôi đều có thể nói cho anh. Một giờ sau, trong rừng sâu, Cổ Yến Tuyết đang ngồi dưới gốc cây. Hầu hết các vết thương trên cơ thể cô đều đã hồi phục. Anh còn biết y thuật. Cổ Yến Tuyết rất kinh ngạc. Diệp Bắc Minh nhìn cô, tôi hiểu. Tạm thời không nói về chuyện này. Điện chủ đầu tiên của Côn Luân Điện, Diệp Bắc Minh, rốt cục là thế nào? Cổ Yến Tuyết, tại sao anh lại có hứng thú với điện chủ đầu tiên của chúng tôi như vậy? Những gì tôi biết thật ra cũng không nhiều, hơn nữa thời gian lâu quá rồi. Chỉ có trong tàng kinh các ở nơi sâu nhất của Côn Luân Điện có lẽ có thông tin của điện chủ đầu tiên. Những cái khác, tôi không biết. Hắn lại hỏi thêm mấy câu về Côn Luân Điện. Cổ Yến Tuyết đã trả lời từng câu một. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh cũng không có được bất kỳ thông tin hữu ích nào, ngoại trừ hai từ Côn Luân và cái tên Diệp Bắc Minh, không có gì hơn. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh cúi đầu trầm tư, lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại. Cổ Yến Tuyết tò mò, đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh. Diệp Bắc Minh suy nghĩ mấy giây. Không nói tên thật của mình, tôi họ Diệp. Anh cũng họ Diệp. Cổ Yến Tuyết chợt nhận ra, chẳng trách anh lại có hứng thú với điện chủ đầu tiên của chúng tôi như vậy, thì ra là cùng họ. Vết thương của cô sắp lành rồi, tôi cũng nên đi rồi. Diệp Bắc Minh không muốn quá dây dưa. Hắn chỉ muốn tìm tung tích của cha mẹ và sư tỷ mình. Mọi thứ khác đều có thể đặt sang một bên. Đợi đã. Cổ Yến Tuyết đứng dậy ngăn Diệp Bắc Minh lại. Thực lực của anh rất mạnh. Bồn tiểu thử có thể thuê anh bảo vệ tôi. Ồ, Diệp Bắc Minh không chút biểu cảm. Cổ Yến Tuyết nói thêm, thế này đi, chỉ cần anh đưa tôi trở về vị diện chi thượng. Tôi có thể liên lạc với cha tôi, sau đó tôi có thể ngoại lệ mời anh gia nhập Côn Luân Điện. Tu võ giả ở vị diện cấp 8, cả đời cũng không có mấy người có cơ hội tiến vào vị diện chi thượng đâu. Thực lực, thiên phú của anh, tôi nghĩ là đủ. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là anh phải bảo vệ bổn tiểu thư cho đến khi tôi hoàn toàn an toàn mới thôi. Không hứng thú. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. Này, anh thật sự không suy nghĩ một chút sao? Tôi đảm bảo sẽ khiến anh tiến vào tế đạo chi thượng trong vòng 1 tỷ năm. Tôi cũng có thể cho anh một chỗ trở thành đệ tử chân truyền của Côn Luân Điện. Này, này, này. Đừng đi mà, cùng lắm tôi hứa với anh là sẽ đưa anh vào tàng kinh các của Côn Luân Điện, để anh xem các tài liệu mà Diệp Bắc Minh để lại. Dù Cổ Yến Tuyết đưa ra điều kiện gì, hắn cũng không hề lay động. Cái tên này lẽ nào không biết vị diện chi thượng là tượng trưng cho cái gì sao? Cổ Yến Tuyết có chút nản lòng. Bất lực nói, Diệp công tử, hay là anh tự đưa ra điều kiện thì sao? Nói không chừng tôi có thể giúp được anh. Diệp Bắc Minh trầm mặc mấy giây. Quay lại và nhìn Cổ Yến Tuyết. Anh đồng ý rồi. Cổ Yến Tuyết rất vui mừng. Diệp Bắc Minh nói thẳng, tôi chỉ có một câu hỏi, nếu một vị diện sụp đổ. Đại lục bên trong sẽ rơi xuống các vị diện khác. Cô có cách nào để tìm ra tung tích của những lục địa bị mất đó không? Cổ Yến Tuyết sững sờ trong giây lát. Lắc đầu. Rất khó. Cáo từ. Diệp Bắc Minh trực tiếp rời đi. Cổ Yến Tuyết lại thốt ra một câu khác, tuy nhiên, không phải là không có cách. Diệp Bắc Minh dừng bước, có chút kích động quay đầu lại, có cách gì? Cổ Yến Tuyết có chút ngạc nhiên. Cô đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn như vậy Diệp Bắc Minh vẫn không hề động lòng. Anh muốn tìm người à? Đúng vậy. Được rồi, anh muốn tìm ai, tôi sẽ không hỏi nhiều. Chuyện vị diện sụp đổ tuy không thường gặp, nhưng chắc chắn cũng không hiếm. Một số vị diện cấp thấp quả thực đã từng xảy ra tình trạng sụp đổ, chỉ cần đi vào khu vực không gian sụp đổ đó, sử dụng pháp tắc hư không thực ra có thể tìm được manh mối. Cổ Yến Tuyết nói liền một hơi. Diệp Bắc Minh giơ tay lên. Viết vài đạo phù văn thuật hư không vào không trung. Trong khoảnh khắc, hư không xung quanh bị bóp méo. Cái này có thể không? Pháp tắc hư không, anh còn biết cả cái này. Đây là thần thông của Bất Hủ Đại Đế, lẽ nào đây là nguyên thủy chân giới? Cô lại lẩm bẩm, sao mình lại rơi xuống vị diện này rồi? Cô lại nhìn Diệp Bắc Minh, thuật hư không, chắc là có thể. Anh tu luyện đến cấp mấy rồi? Cấp 4. Diệp Bắc Minh trả lời. Cổ Yến Tuyết cau mày. Cấp 4 quá thấp, ít nhất phải là cấp 6. Trong mắt Diệp Bắc Minh hiện lên một tia kích động, cô chắc chứ? Chỉ cần tôi có thể tu luyện đến thuật hư không cấp 6 thì sẽ có thể tìm ra manh mối. Đương nhiên, Cổ Yến Tuyết rất chắc chắn, trong tàng kinh các ở Côn Luân Điện có ghi chép, pháp tắc hư không có thể phát hiện ra tất cả các không gian hư vô. Chỉ cần có vết tích hư không, nó đều có thể biết. Cảm ơn.
Diệp Bắc Minh nói ra hai chữ, xoay người nhanh chóng bay ra ngoài. Này, anh đi đâu vậy? Cổ Yên Tuyết có chút bối rối. Cái tên này, sao nói đi là đờ vậy? Nếu hắn bỏ chạy, ai sẽ bảo vệ mình chứ? Nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, Cổ Yên Tuyết kinh hãi phát hiện, mỗi một bước của tên này, dưới chân đều lưu lại một dao động phù văn cấp đại đế. Thúc địa thành thốn, đây không phải là thần thông của Đông Phương Đế Cung sao? Cổ Yên Tuyết rất ngạc nhiên. Đã dùng mọi cách, cuối cùng cũng đuổi kịp Diệp Bắc Minh. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh cuối cùng cũng dừng lại, đứng trước một dãy núi cổ xưa. 9 ngọn núi màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Đây là nơi nào? Bất Hủ Đế tộc, núi Bất Hủ. Nói xong, Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, thông báo cho Bất Hủ Võ, nói Diệp Bắc Minh cầu kiến. Ở cửa núi Bất Hủ tộc, một đám thanh niên kinh ngạc há hốc miệng. Diệp công tử, tôi sẽ bẩm báo ngay. Từng người một sợ phát tè, lao vào sâu trong cửa núi. Diệp Bắc Minh, Cổ Yên Tuyết trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn hắn chằm chằm, anh. Tên anh là Diệp Bắc Minh, làm sao có thể như vậy được? Cái miệng nhỏ khẽ mở, thật trùng hợp quá. Một lúc sau, một loạt bóng người nhanh chóng xuất hiện trở lại ở cửa vào Bất Hủ tộc. Người dẫn đầu là một ông già tràn đầy sinh lực và giọng nói vang như sấm. Diệp Bắc Minh, quả nhiên là ngươi, ngươi tới Bất Hủ tộc ta làm gì? Trong mắt Bất Hủ Võ có chút sợ hãi. Diệp Bắc Minh chắp tay đứng, ngoài nhà họ Tiêu, trên võ đạo đài. Đánh cược bằng máu hỗn độn, mẫu thạch hỗn độn. Ông thua rồi, đồng ý cho ta tiến vào Bất Hủ tộc, xem một lượt kinh văn thuật hư không hoàn chỉnh. Lời nói vừa dứt, toàn bộ cổng vào Bất Hủ tộc im lặng như chết. Thuật hư không là bí mật cốt lõi của Bất Hủ tộc. Làm sao có thể cho người ngoài xem được? Bất Hủ Võ sầm mặt, Diệp Bắc Minh, cuộc đánh cược hôm đó rõ ràng là ngươi cố ý gài bẫy. Ngươi dùng máu hỗn độn và mẫu thạch hỗn độn mê hoặc ta, cố ý che giấu thực lực, cho nên mới. Máu hỗn độn. Cổ Yên Tuyết giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Diệp Bắc Minh cười lạnh, cho nên, ông chuẩn bị bùng nợ sao? Thấy thái độ của Diệp Bắc Minh, Bất Hủ Võ hoàn toàn phẫn nộ rồi. Diệp Bắc Minh, ngươi có ý gì? Đừng tưởng ngươi là hỗn độn thể thì ta sợ ngươi. Đây là Bất Hủ tộc. Một tiếng hét lớn, một luồng không khí mạnh mẽ quét qua. Những người còn lại của Bất Hủ tộc cũng tản ra, vây quanh Diệp Bắc Minh và Cổ Yên Tuyết. Có thể ra tay bất cứ lúc nào. Cổ Yên Tuyết ở một bên hoàn toàn bị sốc, anh còn là hỗn độn thể. Trời ơi, thể chất hỗn độn. Anh ta tên Diệp Bắc Minh, lại còn có thể chất hỗn độn. Lẽ nào những lời cha nói đều là thật? Tổ tiên đời thứ nhất của Côn Luân Điện, người lập nên Côn Luân Điện. Hàng tỷ năm sau, một người có cùng tên cùng họ, tên là Diệp Bắc Minh sẽ đến cứu lấy Côn Luân Điện. Cổ Yên Tuyết cứng đờ người, đứng yên tại chỗ. Trong đầy lóe lên một ý tưởng kỳ lạ. Tất cả những chuyện này, sao giống một vòng luân hồi thế? Diệp Bắc Minh đứng khoanh tay trước ngực, thờ ơ hờ hững, anh như một thiên thần nhìn xuống Bất Hủ Võ, ông chỉ có hai lựa chọn. Một là giao hư không thuật ra, tôi chỉ xem một lần. Hai là, tôi giết vào trong, rồi tự xem. Giọng anh vang dội, cứng rắn mạnh mẽ. Cậu, tất cả mọi người ở tộc Bất Hủ đều sợ hãi lùi lại. Diệp Bắc Minh hung danh vang dội, nghe nói không lâu trước đây, anh vừa mới đại khai sát giới một lần ở nhà họ Tiêu, bọn họ sợ hãi thật sự. Mau nhìn kìa, hình như phía tộc Bất Hủ xảy ra chuyện gì thì phải. Động tĩnh ở tộc Bất Hủ đã thu hút rất nhiều tu võ giả đi ngang qua. Là Diệp Bắc Minh, sao thể chất hỗn độn lại tới đây? Không phải cậu ta vừa đại khai sát giới một trận ở nhà họ Tiêu à? Nghe nói, nhà họ Tiêu đã chết mấy chục vạn người trong vụ nổ khủng khiếp đó. Một số người nói nhỏ. Lão tổ nhà họ Tiêu suýt thì phát điên. Toàn bộ tổ địa của nhà họ Tiêu suýt thì sập trong chốc lát. Họ đang truy sát Diệp Bắc Minh trên toàn thế giới. Không ngờ, Diệp Bắc Minh lại dám xuất hiện ở đây. Trong tiếng bàn tán xôn xao. Diệp Bắc Minh, cậu coi tộc Bất Hủ là chỗ nào hả? Bất Hủ Võ nổi giận đùng đùng. Ông ta là lão tổ, là thủ hộ giả của tộc Bất Hủ, tu vi hiện ở cảnh giới tế đạo tầng 9, có thể triệu hồi kiếm Bất Hủ có lực công kích mạnh nhất thiên hạ. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta với ánh mắt đó, ông ta tức đến nỗi run cả người. Diệp Bắc Minh, cậu khinh người quá đáng rồi đấy, lần trước cậu ngang ngược ở nhà họ Tiêu, suýt thì chết ở nhà họ Tiêu. Hôm nay, cậu lại dám tới tộc Bất Hủ dở thói ngang ngược. Nhóc con ngông cuồng, lão phu cũng muốn nhìn xem. Cậu có bản lĩnh gì? Kiếm Bất Hủ, ra đây. Theo tiếng quát của Bất Hủ Võ. Cheng. Trên bầu trời đầy sao, vô
vô số tinh vân lập tức tản ra. Để lộ ra một thanh thần kiếm cực kỳ sắc bén, nó treo lơ lửng trên không trung, nhìn xuống phía dưới. Kiếm bất hủ của bất hủ đại đế. Ngay cả Cổ Yên Tuyết cũng không khỏi kinh ngạc. Ở vị diện phía trên, cảnh giới đại đế cũng là cảnh giới có chiến lực đứng đầu. Các tu võ giả khác đang có mặt tại đây đều bị áp cho mặt trắng bệch, liên tục lùi về sau. Diệp Bắc Minh, bây giờ cậu rời đi ngay lập tức, lão phu. Bất hủ võ cắn răng, lão phu có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài sơn môn của tộc bất hủ, các tu võ giả đang vây xem trợn tròn mắt. Cả đám cứng ngắc đứng yên tại chỗ, miệng đắng lưỡi khô, trời ơi. Chỗ này là tộc bất hủ đấy. Bất hủ võ tiền bối nắm trong tay kiếm bất hủ, thế mà chỉ yêu cầu Diệp Bắc Minh rời đi, không dám có hành động gì khác hả? Diệp Bắc Minh bật ra một câu, nếu tôi không đi thì sao? Đệt! Mọi người sợ đến nỗi tê cả da đầu. Đây chính là thể chất hỗn độn hả? Khí thế mạnh mẽ thật đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối diện với sự uy hiếp của kiếm bất hủ, thế mà anh vẫn điềm nhiên như không. Cậu! Bất hủ võ đỏ hồng mắt, Diệp Bắc Minh, cậu thật sự cho rằng lão phu không dám giết cậu hả? Diệp Bắc Minh đứng khoanh tay trước ngực, nếu ông ra tay, tôi sẽ xem như tộc bất hủ làm trái với ước định. Thế thì ông chỉ còn hai lựa chọn, một là, giết tôi. Hai là, Diệp Bắc Minh nhếch môi cười một cái. Đôi mắt anh tràn ngập điên cuồng, nếu Diệp Bắc Minh tôi không chết, từ nay về sau, thế giới sẽ không còn tộc bất hủ nữa. Toàn trường im phăng phắc. Tất cả mọi người ở đây, da đầu tê dần, kinh ngạc há hốc miệng, miệng họ há to đến nỗi đủ để nhét cả nắm tay. Bên phía tộc bất hủ thì cả tộc ầm ĩ. Diệp Bắc Minh, mày mạnh mồm quá đấy. Thằng danh con, đồ kiêu căng. Tộc bất hủ đã truyền thừa qua hàng tỷ năm, lão tổ đời đầu là bất hủ đại đế, quyền thế vô song, vậy mà cậu lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy hả? Lão tổ, người còn đợi gì nữa? Xin lão tổ lập tức chém chết tên tặc tử này đi. Giết, giết, giết. Mọi người trong tộc bất hủ máu nóng sôi trào, cả đám hô lên đầy căm phẫn. Diệp Bắc Minh thản nhiên đối mặt, bình tĩnh nhìn chằm chằm bất hủ võ, nói cho tôi biết đi, ông chọn làm trái ước định. Hay là, cho tôi xem hư không thuật một lần. Khí chàng cường đại khiến cho tất cả những người có mặt ở đây trở nên mờ nhạt. Diệp Bắc Minh, cậu dám sỉ nhục tộc bất hủ. Bất hủ võ tức run cả người, được, được lắm, lão phu cũng muốn xem, miệng lưỡi cậu sắc bén. Hay kiếm bất hủ sắc. Kiếm đến đây. Một tiếng gọi dài. Kiếm bất hủ vèo một tiếng, bay từ không trung xuống, sau đó lơ lửng trên bầu trời có 9 ngọn núi bất hủ. Xin thánh kiếm giáng thần thông, chém chết tên tặc tử này. Bất hủ võ phẫn nộ chỉ vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn kiếm bất hủ, đồng thời anh cũng truyền âm, tiểu tháp, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Chiến. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chỉ đáp một chữ. Giây tiếp theo. Kiếm bất hủ khẽ rung lên, từ giữa kiếm bùng lên một đạo huyết quang, thiên địa phong vân biến sắc. Một cỗ uy áp tối cao bộc phát ra. Phần lớn tu võ giả ở hiện trường, kể cả người của tộc bất hủ, đều hộc ra một ngụm máu. Có chuyện gì vậy? Đế uy, là đế uy. Có người run giọng nói, sau đó anh ta ngẩng đầu lên nhìn kiếm bất hủ rồi hô, mau coi kìa, đó là gì? Mọi người ngẩng đầu lên. Họ trông thấy một cảnh tượng suốt đời khó quên. Huyết ảnh trong kiếm bất hủ bùng nổ, rồi ngưng tụ thành một người đàn ông trẻ, trông khoảng 30 tuổi, tuyệt thế vô song. Đây là, bất hủ đại đế. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Bụp, bụp, bụp. Hàng triệu tu võ giả đang có mặt tại hiện trường đồng loạt quỳ xuống như cắt lúa mì vậy. Cảnh tượng cực kỳ hoàng tráng. Hàng triệu người đồng loạt quỳ xuống, trừ đại đế ra, còn ai làm được điều này? Tổ tiên ơi! Đúng là tổ tiên rồi, ông cụ. Ông ấy cũng có một đạo thần hồn để bảo vệ tộc bất hủ sao? Ha ha ha, tổ tiên, ha 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 ha. Người của tộc bất hủ gần như điên cuồng. Cả đám quỳ gối, điên cuồng dập đầu, cực kỳ thành kính. Cổ Yên Tuyết đờ người đứng yên tại chỗ, miệng lẩm bẩm, bất hủ đại đế. Cuộc đại chiến giữa trăm vị đại đế năm đó, ông ta đã ngã xuống rồi cơ mà. Không ngờ, ông ta vẫn còn để lại một đạo thần hồn. Tổ tiên, thật sự là người ạ. Bất hủ võ quỳ trên mặt đất. Khóc nức nở. Lệ nóng tung hoành trên khuôn mặt già. Hu hu hu, con vô dụng, không được tích sự gì. Lúc người còn sống, tộc bất hủ nở mày nở mặt biết nhường nào chứ. Có ai nghe đến ba chữ tộc bất hủ mà không nhượng bộ đâu.
thế mà hôm nay tộc Bất Hủ ta lại để cho một thằng nhóc phát mũi chưa sạch đánh đến tận cửa nhà rồi. Hu hu hu, lão tổ, Bất Hủ võ vô dụng, còn vô dụng. Bất Hủ võ khóc to, trông cực kỳ ấm ức. Vất vả rồi. Tàn hồn của Bất Hủ đại đế lên tiếng, giọng nói rất bình thản, nhưng lại vang tận mây xanh. Tiếp đó, ông ta lại nhìn về phía Diệp Bắc Minh, nhìn xuống phía dưới, thể chất hỗn độn à. Ta từng gặp cậu rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, tiền bối, trước đây tôi từng tới tộc Bất Hủ rồi. Không phải lúc đó. Tàn hồn của Bất Hủ đại đế lắc đầu, ông ta nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm, cậu không nhớ à? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Câu này là sao? Còn không đợi Diệp Bắc Minh suy nghĩ thêm, tàn hồn của Bất Hủ đại đế đã nói tiếp, cậu muốn học hư không thuật. Phải. Diệp Bắc Minh gật đầu. Bất Hủ đại đế trầm mặc rồi. Một lúc sau, ông ấy mới nói tiếp, hư không thuật, cậu cứ học tùy thích. Cái gì? Không chỉ Diệp Bắc Minh, ngay cả các tu võ giả của tộc Bất Hủ, và các tu võ giả khác xung quanh cũng đều sững sờ. Diệp Bắc Minh cường thế như thế, coi thường tôn nghiêm của tộc Bất Hủ như thế. Thế mà tàn hồn của Bất Hủ đại đế còn đồng ý cho cậu ta học hư không thuật. Tổ tiên, này, này, có khi là người chưa nghe rõ thôi, Diệp Bắc Minh là kẻ thù của tộc Bất Hủ, trước đây, cậu ta đã lén học 4 tầng đầu của hư không thuật, người không thể để cậu ta học tiếp mấy tầng sau của hư không thuật á. Bất Hủ võ vô cùng sốt ruột. Bất Hủ đại đế liếc sang một cái. Chỉ với một ánh mắt. Chưa nói chữ nào. Đã làm Bất Hủ võ sợ đến nỗi quỳ xuống, điên cuồng dập đầu, tổ tiên, con xin lỗi. Con sai rồi, con không nên nghi ngờ quyết định của người. Bùm, bùm, bùm. Chỉ vài giây ngắn ngủi. Đầu ông ta nổ tung. Máu tươi trào ra. Đi theo ta. Tàn hồn của Bất Hủ đại đế bật ra một câu, rồi vung tay lên điểm một cái. Ong. Hư không đằng trước dao động, ngay sau đó, một cánh cửa không gian xuất hiện từ trong hư không, chỉ cần Diệp Bắc Minh bước vào, anh có thể tiến vào một mảnh trời đất khác. Mời. Bất Hủ đại đế bỏ lại một câu rồi biến mất. Diệp Bắc Minh nheo mắt, thực ra anh đang hơi chấn động, tiểu tháp, không hổ là cảnh giới đại đế. Ông ấy đã lĩnh ngộ phép tắc đến mức cao nhất, tiện tay điểm một cái. Đã mở ra một cánh cửa không gian. Đúng là nghịch thiên. Nếu anh thật sự lĩnh hội được toàn bộ hư không thuật, có khi anh sẽ tìm ra tung tích của cha mẹ cùng các sư tỷ. Không do dự nữa. Anh bước ra một bước, tiến vào cánh cửa không gian. Cổ Yên Tuyết chăm chú nhìn tất cả, đôi mắt đẹp chớp chớp, Bất Hủ đại đế thật sự chưa chết, ông ấy để lại một tia tàn hồn, chuẩn bị hồi sinh bất cứ lúc nào sao. Còn cả Diệp Bắc Minh này nữa. Rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với điện chủ đời thứ nhất của Côn Luân Điện? Anh ta là thể chất hỗn độn, lại còn mang cái tên này, việc này cũng trùng hợp quá đi. Xung quanh một vùng hỗn độn, yên lặng đến đáng sợ. Cậu, không nhớ gì thật à? Một giọng nói không chút dao động vang lên. Giây tiếp theo, tàn hồn của Bất Hủ đại đế đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, một đôi mắt đầy ngạc nhiên, sửng sốt, bất ngờ, nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Diệp Bắc Minh nhíu mày, là sao? Tôi quen ông à? Tàn hồn của Bất Hủ đại đế trầm mặc. Không biết qua bao lâu, ông ta mới yếu ớt bật ra một câu, chỉ có cậu là to gan nhất, chuyện mà bọn tôi không dám làm, thì cậu đã làm rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiền bối, tôi không hiểu ông đang nói gì. Tôi tới đây, chỉ mong học được hư không thuật. Tàn hồn của Bất Hủ đại đế bật cười, nó vốn là đồ của cậu, trả cho cậu đấy. Nói xong, ông ta vung tay lên điểm một cái. Một tia sáng màu vàng bay vào đầu Diệp Bắc Minh. Trong phút chốc, thần phủ của anh rung lên dữ dội, vô số đạo phù văn màu vàng bay tới, điên cuồng quấn quanh thần phủ. Sau vài hơi thở, cơ thể Diệp Bắc Minh run lên, đôi mắt biến thành con ngươi màu vàng. Từng đạo phù văn của hư không thuật đều đã khắc sâu trong ý thức hải của anh. Từ tầng 1 đến tầng 9, đây chính là hư không thuật bản hoàn chỉnh sao. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm, những văn tự này, tựa hồ rất quen thuộc. Đương nhiên, tàn hồn của Bất Hủ đại đế nhìn Diệp Bắc Minh một cái, chú ý phản ứng của anh, cái này là thứ cậu truyền cho ta năm xưa. Tôi truyền cho ông á. Diệp Bắc Minh cứng ngắc, ý ông là sao? Tiền kiếp, hay, luân hồi? Xem ra cậu đã biết một chút rồi. Tàn hồn của Bất Hủ đại đế nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, cậu có nhớ tới một số thứ không? Diệp Bắc Minh thầm cả kinh. Anh đã cưỡng chế kìm lại sự chấn động trong lòng. Sau đó anh nghĩ kỹ lại, cuối cùng lắc đầu, chưa nghĩ ra, tiền bối, vậy là có kiếp trước kiếp này thật sao? Kiếp trước tôi quen ông à? Ông bảo tôi truyền hư không thuật cho ông, rốt cuộc chuyện này là sao?
bảo không kinh ngạc thì là giả. Tàn hồn của bất hủ đại đế lắc đầu, cậu chưa nhớ ra, tôi không tiện tiết lộ. Tôi chỉ có thể bảo cậu rằng, tất cả mọi việc đều do cậu tự sắp đặt. Phép tắc hư không cũng là phép tắc mà cậu phát hiện đầu tiên, có thể nói toàn bộ thế giới đều có liên quan với cậu, khởi nguyên của võ đạo cũng là cậu. Khởi nguyên của võ đạo là tôi á? Diệp Bắc Minh ngây người. Trong lòng anh đã dậy sóng ầm ầm từ lâu rồi. Ôi trời, tiểu tháp, những lời bất hủ đại đế nói là thật sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng vô cùng kích động, nhóc con, bổn tháp không biết. Nhưng nghe giọng điệu của ông ta, thì không cần thiết phải lừa cậu. Có vẻ cậu là một đại nhân vật tối cao chuyển thế thật đấy, hơn nữa còn là loại rất ghê gớm kia. Ánh mắt Diệp Bắc Minh có hơi mờ mịt, thật sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy anh có còn là chính mình không? Những người bên cạnh anh, cha mẹ, sư tỷ, một nhóm hồng nhan tri kỷ, e rằng họ sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cậu là người lập nên hệ thống võ đạo, phát hiện ra phép tắc của vũ trụ. Bất hủ đại đế gật đầu. Xét từ tầng diện nào đó, tôi là đệ tử của cậu. Đù! Diệp Bắc Minh văng tục luôn. Bất hủ đại đế là đệ tử của mình. Tiếc là cậu chê tôi thiên phú không đủ, nên không nhận tôi. Tàn hồn của bất hủ đại đế lắc đầu thất vọng. Diệp Bắc Minh kinh ngạc đến độ suýt thì rớt tròng mắt. Ực! Nuốt ngụm nước miếng. Thấy Diệp Bắc Minh khiếp sợ, tàn hồn của bất hủ đại đế thốt ra một câu, thời gian của tôi không còn nhiều, cậu hãy đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ giúp cậu lần cuối. Việc gì? Người trong tộc bất hủ quá đông, có người là kẻ thù của cậu, có người là bạn của cậu. Điểm này, tôi không thể kiểm soát. Tôi chỉ hy vọng, sau này nếu tộc bất hủ có khó khăn, cậu có thể bảo vệ được huyết mạch của tộc bất hủ, đừng để nó ra nông nỗi đứt đoạn truyền thừa. Nghe xong lời này, Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, tàn hồn của ông vẫn còn, tộc bất hủ còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn được á. Điều khiến người ta kinh ngạc là, tàn hồn của bất hủ đại đế trợn trắng mắt, nơi mà có cậu, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố. Nếu cậu đã tới rồi, vậy thì chẳng mấy nữa, kỷ nguyên tai họa sẽ tới. Kỷ nguyên tai họa, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cái danh từ này, vậy mà anh lại thấy hơi bất an. Tàn hồn của bất hủ đại đế cười nhẹ, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Tôi coi như cậu đã đồng ý nhé. Ông ta không đợi Diệp Bắc Minh trả lời. Đã vung tay lên điểm một cái, sau đó giống như là cẩn thận thăm dò, vẽ ra một phiến hư không. Ong! Một loạt hình ảnh xuất hiện trước mắt anh, Diệp Bắc Minh quá quen thuộc với nó, đây chính là thế giới mà nhà tù số 7 tọa lạc. Tàn hồn của bất hủ đại đế giải thích, đây chính là vết tích hư không để lại. Cậu có thể nhìn thấy phương hướng của những người cậu quan tâm. Cùng lúc đó, nhà tù số 7 trong khung hình bắt đầu sụp đổ. Hư không sụp đổ, các đại lục tan rã, vô số khe nứt không gian xuất hiện xung quanh nhà tù số 7. Từng mảnh đại lục lần lượt rơi vào khe nứt không gian. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, khóa chặt một mảnh đại lục hỗn độn ở rìa, cha mẹ, sư tỷ, nhược giai. Chắc là họ đều đang ở trên đại lục hỗn độn. Lúc này, gần đại lục hỗn độn xuất hiện một khe nứt không gian dài đến hàng tỷ dặm, nó nuốt chửng mảnh đại lục đấy. Bất hủ đại đế bình tĩnh nói, cậu may đấy, khe nứt không gian này nối liền đến chân võ giới. Chân võ giới? Diệp Bắc Minh kích động, đó là nơi nào? Một vị diện cấp 8, cùng cấp với nguyên thủy chân giới. Bất hủ đại đế nói một câu cuối cùng, rồi vung tay lên điểm một cái, những người đó đã đến. Cậu có thể đi rồi. Vù. Diệp Bắc Minh cảm giác hư không xung quanh dao động, giống như sóng nước xuyên qua người vậy. Giây tiếp theo. Anh đã xuất hiện ở cửa sơn môn tộc bất hủ, mọi người đều nhìn sang đây. Diệp Bắc Minh lại xuất hiện rồi. Cậu ta đi đâu thế nhỉ? Đi gặp bất hủ đại đế sao? Mọi người nghi hoặc, họ nhỏ giọng bàn tán. Sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng đầy căm phẫn, Hoa Thiếu. Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Tiểu tạp chủng. Nếu người đã ở đây, vậy thì người đây, phong tỏa bốn phía cho tôi. Mọi người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy, Tiêu Lục Quốc mặt tái nhợt, một cánh tay đã mất, ông ta cực kỳ phẫn nộ nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Bên cạnh Tiêu Lục Quốc là một thanh niên trông nham hiểm như rắn độc, vụ nổ ở nhà họ Tiêu do ngươi gây ra à? Ngươi có biết, bản công tử bị ngươi làm nổ rất chất vật không, ta rất tức giận. Xin lỗi, bây giờ tôi đang rất vui, rất phấn khởi. Diệp Bắc Minh cười. Biết được tin tức của cha mẹ cùng nhóm sư tỷ, đương nhiên là anh mừng rồi. Còn về việc cậu có tức giận hay không, liên quan gì đến tôi? Nhân lúc tôi đang vui, cút đi. Anh quát một tiếng. Hoa Du Nhiên có nằm mơ cũng không ngờ được rằng,
Diệp Bắc Minh dám mắng anh ta. Anh ta sững sờ, người nói cái gì? Tiêu Lục Quốc ở bên cạnh cũng ngây người, sao Diệp Bắc Minh lại dám chửi Hoa Thiếu vậy? Vị này là nhân vật lớn đến từ vị diện phía trên đấy. Ực, Tiêu Lục Quốc nuốt khan, rồi yếu ớt bật ra một câu, Hoa Thiếu, hình như. Cậu ta bảo ngài cút. Ông đây nghe thấy rồi, cần ông phải nhắc lại đấy à? Hoa Du Nhiên qua phát đầu lại, ánh mắt như dã thú dọa cho Tiêu Lục Quốc sợ đến nỗi lùi lại mười mấy bước, rồi ngã ngồi cái bục xuống đất. Bắt tên đó lại cho ta. Trước tiên cứ đánh nát miệng hắn ra cái đã, ông đây cũng muốn xem, miệng của thể chất hỗn độn có cứng thế thật không? Hoa Du Nhiên hạ lệnh. Lão giả lưng gù đứng phía sau nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh với ánh mắt lạnh lẽo. Đồ phế vật ngu xuẩn, công tử nhà ta mà ngươi cũng dám sỉ nhục. Chết đi. Lão giả lưng gù bước ra. Khí tức cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 6, trào ra như sóng thần. Các tu võ giả xung quanh trông thấy cảnh này, họ tê cả da đầu. Họ chưa bao giờ thấy loại cảnh giới này. Diệp Bắc Minh nheo mắt, đang định ra tay. Đột nhiên, một tiếng quát ngạo kiều vang lên, Hoa Du Nhiên, người hầu của anh thật to gan, dám động đến cả bạn của tôi hả? Một thiếu nữ lắc mình một cái đã chắn trước người Diệp Bắc Minh. Khoảnh khắc trông thấy thiếu nữ, lão giả lưng gù sửng sốt. Cổ tiểu thư, đôi đồng tử của ông ta hung hăng co rút, ông ta vội vàng lùi về sau. Yên Tuyết, cô đấy à? Lúc này, Hoa Du Nhiên mới phát hiện ra cổ Yên Tuyết, anh ta mừng quá đỗi. Nét tối tăm trên khuôn mặt lập tức biến mất. Thay vào đó là niềm kích động, phấn khởi, với cả một tia mừng rỡ. Anh ta chạy đến như một cơn gió, cười tươi như hoa, kích động lắm luôn, Yên Tuyết, sao cô lại ở đây? Côn Luân Điện vẫn luôn đóng cửa, không mở cửa cho bên ngoài cơ mà. Sao cô ra được vậy? Cổ Yên Tuyết hừ lạnh một cái, bản cô nương ra ngoài, đến lượt anh can dự chắc. Nếu là người bình thường, người đó mà dám nói như vậy với Hoa Du Nhiên, thì nhất định sẽ chết. Nhưng, cổ Yên Tuyết nói xong, Hoa Du Nhiên không những không tức giận, trái lại còn mỉm cười, Yên Nhiên, cô vẫn tính nét đó. Được rồi, tôi không hỏi nhiều nữa. Tiếp đó, anh ta khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, tên nhóc này là bạn cô. Cổ Yên Tuyết kiêu ngạo hừ lạnh, thì sao, tôi kết bạn, còn phải hỏi ý kiến anh à? Này, không cần. Hoa Du Nhiên lắc đầu. Anh ta chợt nheo mắt bảo, thôi bỏ đi, nếu đã là bạn của Yên Tuyết, thì cũng là bạn của tôi. Cậu gây ra vụ nổ lớn ở nhà họ Tiêu, thật sự làm bản công tử hơi nhếch nhác. Cậu xin lỗi tôi một câu, tôi nể mặt Yên Tuyết, chuyện trước kia coi như xong. Cái gì, bỏ đi á? Tiêu Lục Quốc sốt ruột rồi, ông ta vội vàng xông qua, Hoa Thiếu, nhà họ Tiêu tôi đã chết mấy chục vạn người, không thể. Bốp! Hoa Du Nhiên còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn, anh ta vung luôn một cái tát. Tiêu Lục Quốc bay ra ngoài cực kỳ thê thảm, rồi ngã xuống cách đó mấy trăm mét, hộc mười mấy ngụm máu. Ông là cái thá gì, mệnh lệnh của công tử nhà tôi, mà ông cũng dám nghi ngờ. Lão giả lưng gù hờ hững nói, ông mà còn dám chất vấn công tử nhà tôi thêm một câu nào nữa, thì nhà họ Tiêu, không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Hít, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây hít một ngụm hít lạnh. Rốt cuộc, Hoa Du Nhiên này có lai lịch thế nào vậy? Chỉ một câu nói mà có thể khiến cho một gia tộc đế huyết diệt vong hả? Lẽ nào, họ đến tức vị diện phía trên, một lão giả nói. Một lão giả khác đứng cạnh hãi đến nỗi run cả người, chắc chắn là đến từ vị diện phía trên, không thì sao mà mạnh mồm thế được. Thiếu nữ kia là ai? Hình như có thân phận và địa vị rất cao. Mọi người bàn luận rôm rả. Ánh mắt họ nhìn Hoa Du Nhiên tràn ngập sợ hãi. Lão giả lưng gù nhắc nhở một câu, nhóc con, cậu còn ngây ra đó làm gì? Công tử nhà tôi đã bảo rồi, cậu xin lỗi xong, chuyện này coi như xong. Cậu còn không mau xin lỗi đi. Thân là người hầu, ông ta rất hiểu chủ nhân của mình. Ngoài mặt trông thì là Hoa Du Nhiên để Diệp Bắc Minh xin lỗi, trên thực tế là đang hạ thấp thể diện của anh. Một khi Diệp Bắc Minh xin lỗi, trước mặt mấy chục vạn người như này, hình tượng của anh trước mặt cổ Yên Tuyết chắc chắc sẽ sụp giảm nghiêm trọng. Hoa Du Nhiên đâu phải kẻ ngốc, cổ Yên Tuyết hầu như chưa từng ra khỏi Côn Luân Điện, có mấy lần cô ấy lén chạy ra ngoài, thì đều bị bắt về. Cô ấy lấy đâu ra bạn chứ? Lại còn là một thể chất hỗn độn. Cho dù hai người không có khả năng phát triển thành tình lữ, Hoa Du Nhiên cũng phải ngăn chặn nó luôn. Đương nhiên Diệp Bắc Minh biết hai người đang nghĩ gì, anh cười lạnh, ông là cái thá gì chứ? Một con chó cạnh người khác mà cũng dám ra lệnh cho tôi. Cậu nói cái gì?
Lão giả lưng gù tái mặt. Ông ta sống đến bằng này tuổi, chưa bao giờ có ai dám mắng ông ta là chó. Cổ Yên Tuyết ngẩn người. Sâu trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia bất ngờ, ngay cả cô ấy cũng cho rằng, Diệp Bắc Minh sẽ xin lỗi. Tên này, cứng thế, xin lỗi một cái mà cũng không chịu cúi đầu à. Hoa Du Nhiên nhận ra phản ứng của Cổ Yên Tuyết, tâm trạng trầm xuống. Điều làm Diệp Bắc Minh bất ngờ là, anh ta chẳng những không tức giận, trái lại còn cười ha ha, ha 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 ha, Diệp huynh nói phải. Một con chó thôi mà, nếu huynh không muốn xin lỗi, vậy thì thôi. Dù sao, Diệp huynh cũng là bạn của Yên Tuyết, vậy thì huynh chính là bạn của Hoa Du Nhiên tôi rồi. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở một câu, nhóc con, người này tâm cơ đấy, cẩn thận. Diệp Bắc Minh thầm gật đầu trong lòng. Không cần tiểu tháp nhắc, anh cũng nhìn ra rồi. Phải rồi, tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi đến từ Hoa tộc ở vị diện phía trên. Hoa Du Nhiên nhìn Diệp Bắc Minh, không biết Diệp huynh có thân phận gì. Hoa tộc. Mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, con người khẽ co lại. Không ngờ vị diện phía trên lại có một hoa tộc. Chỉ là trùng hợp, hay là... Diệp huynh, huynh từng nghe qua về hoa tộc chúng tôi à? Chắc không phải huynh bị dọa sợ rồi đấy chứ, ha ha ha. Hoa Du Nhiên cười dí dỏm. Ở vị diện phía trên, hoa tộc có thế lực cực kỳ khổng lồ. Nếu Diệp Bắc Minh từng nghe qua, bị dọa sợ thì cũng là chuyện bình thường, Diệp huynh, huynh đừng sợ. Tôi đối đãi với bạn bè thân thiện lắm. Hoa Du Nhiên cười nghiền ngẫm, có thời gian rảnh, tôi mời huynh đến hoa tộc làm khách nhé. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Hoa Du Nhiên ngẩn ra. Tên nhóc này không nghe ra anh ta đang nói lời khách sáo đấy à? Hoa Du Nhiên đang định nói tiếp, Diệp Bắc Minh lại quay sang nhìn Cổ Yên Tuyết. Hoa tộc này là sao? Họ có lai lịch thế nào? Tôi muốn biết toàn bộ thông tin về hoa tộc, kể cho tôi nghe những gì cô biết. Giọng điệu cường thế. Lại còn có cả giọng ra lệnh. Hoa Du Nhiên sa sầm mặt mày, tên kia, sao anh dám nói với Yên Tuyết bằng thái độ đấy hả? Anh có biết cô ấy? Còn chưa nói hết câu. Cổ Yên Tuyết thản nhiên cười bảo, anh muốn biết à? Cầu xin tôi đi. Hoa Du Nhiên mở to miệng, hai mắt gần như trợn tròn. Anh ta nhìn Cổ Yên Tuyết với ánh mắt khó tin. Sâu trong mắt còn bùng lên một ngọn lửa ghen tuông nồng đậm. Đây là Cổ Yên Tuyết đấy. Con gái duy nhất của điện chủ Côn Luân Điện, Cổ Yên Tuyết. Thế mà, lại mỉm cười xinh đẹp với tên nhóc trước mặt, thậm chí còn nói một câu với cái giọng điện mà chỉ có tình lữ mới có, cầu xin tôi đi. Hoa Du Nhiên run cả người. Nếu không nhờ Diệp Bắc Minh, thì chắc cả đời này anh ta cũng không nghe được cái giọng điệu này từ Cổ Yên Tuyết. Không nói, thì thôi. Diệp Bắc Minh quay người liền đi. Cổ Yên Tuyết sốt ruột rồi. Này, anh có ý gì hả? Cô ta đuổi theo luôn. Trông thấy cảnh này, Hoa Du Nhiên nghe thấy tiếng con tim mình tan vỡ, đệt. CMN, đậu mé, CMN rốt cuộc chuyện này là sao? Lẽ nào Yên Tuyết thích tên nhóc này? Không, không thể nào, trong đầu vừa nảy ra một suy nghĩ. Đã bị anh ta gạt đi luôn. Không đâu, Yên Tuyết không có khả năng thích tên này, nhất định là vì anh ta là thể chất hỗn độn thôi. Đúng, thể chất hỗn độn, chắc chắn là bởi vì thể chất hỗn độn. Mình bảo mà. Thể chất hỗn độn độc nhất vô nhị, máu hỗn độn và cốt tủy hỗn độn đều có tác dụng lớn, chắc chắn là Yên Tuyết nhìn chúng cái này, chứ không phải vừa mắt con người anh ta. Nếu đổi lại là bất kỳ ai có thể chất hỗn độn, ví dụ như mình. Yên Tuyết cũng sẽ có thái độ đó thôi. Nghĩ như vậy, Hoa Du Nhiên mới thấy khá hơn một tí. Đồng thời, trong lòng sinh ra một luồng sát ý lạnh lẽo. Anh ta đuổi theo. Yên Tuyết, hai người đi đâu vậy? Cổ Yên Tuyết chẳng thèm nhìn anh ta. Cô ấy kéo cánh tay Diệp Bắc Minh, đợi đã, anh không đến Côn Luân Điện cùng tôi à? Cái gì, trái tim Hoa Du Nhiên run rẩy. Nếu Diệp Bắc Minh mà đến Côn Luân Điện, anh ta thật sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Đến lúc đó, thể chất hỗn độn nhất định sẽ được bồi dưỡng thành thánh tử Côn Luân, Cổ Yên Tuyết thân là con gái điện chủ, khả năng cao sẽ cưới Diệp Bắc Minh. Vừa nghĩ đến đây, trái tim Du Yên Nhiên lập tức trống rỗng, tựa như thứ mà mình độc chiếm trong lòng bị người ta cướp mất vậy. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có một nơi phải đi. Anh muốn đi đâu? Cổ Yên Tuyết hỏi. Diệp Bắc Minh nhíu mày, chân võ giới. Cổ Yên Tuyết ngẩn ra, sau đó choàng hiểu, tôi biết rồi, lẽ nào cha mẹ và các sư tỷ của anh đang ở chân võ giới hả? Diệp Bắc Minh gật đầu. Hoa Du Nhiên ở bên cạnh mừng rỡ nhìn sang, rồi vội vàng nói, hóa ra Diệp huynh đang đi tìm cha mẹ và các sư tỷ. Chân võ giới tốt lắm, chân võ giới tốt lắm.
Tôi biết chỗ đó, thân là vị diện cấp 8, nhưng lại cực kỳ tôn thờ sức mạnh cơ bắp. Tu võ giả ở chân võ giới cho rằng, cơ thể mạnh mới là mạnh thật sự, phép tắc, bí thuật, công pháp gì gì đó đều là hư vô. Chỉ có rèn luyện cơ thể của tu võ giả đến mức mạnh nhất, thì có dùng nắm đấm đấm vỡ mọi thứ. Phải rồi, Diệp công tử, anh định khi nào thì đi chân võ giới? Hay là bây giờ đi luôn, tôi có thể đưa anh đi. Hoa Du Nhiên nói liền một mạch xong. Cổ Yên Nhiên lập tức nhìn anh ta, cô ấy nhíu mày, Hoa Du Nhiên, anh kích động thế. Anh lắm mồm thế làm gì? Hoa Du Nhiên cười, Yên Tuyết, tôi là nghĩ cho Diệp công tử mà. Cô xem, Diệp công tử muốn đi chân võ giới tìm cha mẹ và sư tỷ của anh ấy. Cha mẹ thì chắc chắn phải tìm rồi, còn cả sư tỷ nữa. À phải rồi, ngộ nhỡ Diệp công tử thích sư tỷ của anh ấy thì sao? Người phụ nữ mình thích lưu lạc bên ngoài, thì sao yên tâm được? Nghe thấy lời này, ánh mắt của Cổ Yên Tuyết rõ ràng có chút không được tự nhiên. Cô ấy nhìn sang Diệp Bắc Minh. Không ngờ. Diệp Bắc Minh gật đầu luôn, sư tỷ rất quan trọng với tôi. Hả? Cổ Yên Tuyết cắn môi, Diệp công tử, anh thích sư tỷ của anh à? Diệp Bắc Minh trả lời ngay, ừm. Một chữ ngắn ngủ lại làm cho đôi mắt Cổ Yên Tuyết dâng lên hơi nước. Cô ấy cười gượng, ha ha, Diệp công tử đúng là một người trọng tình trọng nghĩa. Thế chúng ta đến chân võ giới trước, sau khi tìm được, tìm được họ, anh lại đi cùng tôi đến Côn Luân Điên một chuyến được không? Câu cuối cùng, Cổ Yên Tuyết gần như nói bằng giọng điệu van xin. Hoa Du Nhiên ở bên cạnh, tâm tình hả hê chưa từng có. Chỉ cần Diệp Bắc Minh có phụ nữ, anh ta sẽ không phải lo nữa. Cô con gái duy nhất của điện chủ Côn Luân Điện, không thể nào làm lẽ cho người ta được. Diệp công tử, nếu từ vị diện cấp cao đi xuống vị diện cấp thấp, thì có chút rắc rối. Cần một số cấm chế. Còn đi ngang qua vị diện đồng cấp, thì rất đơn giản với bọn tôi. Hoa Du Nhiên lo Diệp Bắc Minh đổi ý. Anh ta vung tay lên. Lấy ra một trận đài khổng lồ có đường kính 100 mét. Trên đó khắc đầy phù văn phức tạp. Có khảm đầy tinh thạch vũ trụ màu đen. Hoa Du Nhiên ra lệnh, còn ngây ra đó làm gì? Mở truyền tống, chúng ta đi cùng Diệp công tử đến chân võ giới một chuyến. Vâng. Lão giả lưng gù tiến lên. Nhanh chóng khởi động truyền tống trận vị diện. Ngay sau đó, dưới sự ngưng tụ của năng lượng khắp bầu trời, một nét vứt không gian màu tím mở ra, Diệp Bắc Minh bước luôn vào trong. Cổ Yên Tuyết vội vàng theo sát. Trông thấy hai người đi vào khe nứt không gian, mặt Hoa Du Nhiên xa sầm lại. Sát ý lộ rõ. Ngươi, đi về thông báo cho anh ta, bảo rằng đã phát hiện ra thể chất hỗn độn. Sau khi bỏ lại câu này, Hoa Du Nhiên nhanh chóng đuổi theo. Chân võ giới. Vào khoảnh khắc chạm chân xuống đất, Diệp Bắc Minh cảm nhận được, trọng lực ở đây mạnh hơn nguyên thủy chân giới mười mấy lần. Ối! Cổ Yên Tuyết mặt tái nhợt. Cô ấy đang bị thương, cho nên không chịu được việc trọng lực đột ngột tăng vọt. Cẩn thận! Diệp Bắc Minh đưa tay ra, đỡ cô ấy. Trông thấy hai người tiếp xúc thân mật, đôi mắt Hoa Du Nhiên cơ hồ nhỏ máu, anh ta không nhịn được bật ra một câu, Diệp công tử, thỉnh tự trọng. Cổ Yên Nhiên đỏ mặt. Hai người tách ra. Diệp Bắc Minh trực tiếp truyền âm, tiểu tháp, tìm tung tích của mọi người. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nói hai lời, bắt đầu khởi truy tung trong phạm vi vạn dặm. Ngay sau đó, nhóc con, chân võ giới này có vấn đề, thần niệm của bổn tháp không thăm dò ra ngoài được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cả kinh. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt, anh cũng thử phóng ra lực lượng thần hồn. Theo lý mà nói, sức mạnh thần hồn của anh có thể bao phủ trong phạm vi nghìn dặm. Lúc này, thần hồn của anh lại tìm thêm lần nữa, thế mà chỉ có thể kéo dài ra phạm vi 10 mét, chuyện gì thế này? Thần hồn không dùng được ở chân võ giới à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, hình như phép tắc của giới này có vấn đề rất lớn. Sức mạnh của thần hồn, không dùng được ở đây. Nghe thấy lời này, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Hoa Du Nhiên ở bên cạnh cười nhạo, sao thế? Chắc không phải anh định dùng thần niệm tìm người đấy chứ? Anh quên tôi đã nhắc anh à, phép tắc ở chân võ giới khác với vị diện khác à? Ở đây, hiệu quả của võ kỹ giảm mạnh, trật tự phép tắc có thể nói là không có tác dụng. Tu võ giả ở đây, tôn sùng sức mạnh cực hạn. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Mặc kệ anh ta. Đột nhiên. Gào. Cách đó trăm dặm, một tia sáng đen vụt lên tận trời, đi cùng một tiếng rồng ngâm cực kỳ cuồng bạo vang lên. Tiếng gì vậy? Hoa Du Nhiên kinh ngạc nhìn về phía đó, dù anh ta đã ở cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 4, anh ta vẫn hãi phát khiếp.
Diệp công tử, anh sao vậy? Cổ Yên Tuyết kinh ngạc hô. Chỉ thấy, vào khoảnh khắc tiếng rồng ngâm vang lên, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, trên người hiện lên những ma văn đen kịt. Khí tức toàn thân cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo, anh lao thẳng về phía có tiếng rồng ngâm. Tiểu tử, cậu sao thế? Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh lao ra ngoài, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không khỏi kinh ngạc. Đến nó cũng cảm thấy Diệp Bắc Minh có gì đó không đúng. Diệp Bắc Minh khàn giọng gầm lên, tiểu tháp, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Khi nghe thấy tiếng rồng gầm đó, máu trong cơ thể tôi không tự chủ được sôi sục lên. Giống như từ sâu trong tôi có một giọng nói đang gọi tôi. Phản ứng huyết mạch, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên, tôi không biết, chỉ luôn cảm thấy sâu trong lòng có một giọng nói. Tăng tốc và lao thẳng về hướng có tiếng rồng gầm hung bạo. Chân võ giới cực kỳ kỳ lạ, thậm chí không thể bay trên không trung. Càng đừng nói đến thúc địa thành thốn, ảnh thuấn. Chỉ có thể dựa vào việc chạy điên cuồng. Uinh uinh, mặt đất rung chuyển dữ dội, nơi Diệp Bắc Minh đang chạy loạn xạ, giống như có động đất. Hoa Du Nhiên phàn nàn, tiểu tử này sao giống như một con dã thú vậy? Cổ Yên Tuyết lạnh lùng liếc nhìn anh ta, Hoa Du Nhiên, có phải ngươi bị bệnh rồi không? Diệp công tử đâu có chọc ngươi mà lần nào ngươi cũng hạ thấp anh ấy thế. Nếu ngươi còn nói những điều như vậy một lần nữa thì đừng có đi theo chúng ta nữa. Nói xong, cô đuổi theo mà không thèm quay đầu lại. Chỉ còn lại Hoa Du Nhiên, sắc mặt âm trầm. Khoảng cách 100 dặm, chỉ dựa vào sức chạy, Cổ Yên Tuyết phải mất 15 phút mới đuổi kịp. Khi cô đuổi đến được khu vực rồng gầm điên cuồng, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Phía trước là một cái hố lớn, khí tức cuồng bạo đó chính là từ trong hố bộc phát ra. Gào! Tiếng rồng gầm liên tục phát ra từ dưới lòng đất. Khí tức cường đại, giống như sóng thần, hết đợt này đến đợt khác. Khiến người ta nghẹt thở. Diệp Bắc Minh đứng ở rìa hố, nhìn chằm chằm về phía trước. Diệp công tử, đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh bị sao vậy? Cổ Yên Tuyết đang muốn bước tới. Lại bị sức mạnh này làm cho nôn ra một ngụm máu tươi. Đây! Sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô hiện lên một tia kinh hãi. Ma lực mạnh quá! Tiểu tử này lại một mình chống đỡ. Trong mắt Hoa Du Nhiên hiện lên một tia sợ hãi, không hổ là hỗn độn thể. Sức mạnh của thân thể này đúng là đáng sợ. Nếu tiểu tử này không chết, chắc chắn sẽ là mối đe dọa rất lớn đối với mình. Cùng lúc đó, trong đầu Diệp Bắc Minh, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tiểu tử, cậu cảm thấy gì vậy? Pháp tắc của thế giới này đã bị phong ấn, thần niệm của bổn tháp không thể xuất ra được. Cơ thể Diệp Bắc Minh run rẩy. Đôi mắt càng trở nên đỏ ngầu. Máu! Máu! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngây ra. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy. Trong cái hố bị ma khí bao trùm, toàn bộ đều là máu tươi. Đây là một hồ máu. Dưới hồ máu có cái gì đó? Cái gì? Tôi không biết. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi chỉ biết những thứ này có quan hệ cực lớn với huyết mạch của tôi. Tiểu tháp, rốt cục là sao vậy? Huyết mạch trong người tôi sao lại có liên quan đến chân võ giới? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng khó hiểu, việc này, bổn tháp không biết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, đi xuống xem thử thì sẽ biết. Đúng lúc đó, phía sau hắn xuất hiện một đám người. Bọn họ mặc quần áo giống nhau, trên ngực có thêu một chữ chiến. Gào! Nghe tiếng rồng gầm điên cuồng phát ra từ sâu trong hồ máu. Hàng chục bóng người này kinh hãi rút lui, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi chưa từng có. Thứ đó lại náo loạn nữa rồi. Mau trở về bẩm báo tông môn, nếu chọc giận nó, có thể lại xảy ra một vụ tàn sát hàng loạt. Mau nhìn kìa, ở đó còn có một người nữa. Một thanh niên chỉ về phía trước. Sắc mặt của hai ông già dẫn đầu thay đổi rõ rệt, tiểu tử, mẹ kiếp, người điên rồi à. Sâu trong hồ máu có một con ma long, nó cực kỳ khát máu và tàn ác. Một khi nó bộc phát bản chất hung dữ, người trong phạm vi ngàn dặm đều sẽ chết. Diệp Bắc Minh thờ ơ. Dưới hồ máu trước mặt có một con ma long. Lẽ nào vì con ma long này mà hắn mới có phản ứng? Thấy Diệp Bắc Minh không nhúc nhích, hai ông già lập tức hét lên, mẹ kiếp ngươi còn đứng đó làm cái quái gì vậy? Còn không mau quay lại đi. Trực tiếp phớt lờ. Các ngươi là bạn của hắn à? Mau mang tiểu tử đó quay lại đi. Một ông già quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Cổ Yên Tuyết và Hoa Du Nhiên, ta không nói đùa, con ma long đó cực kỳ tàn ác, sức mạnh của nó vô cùng đáng sợ. Cho dù là các trưởng lão của chiến tông chúng ta đích thân ra tay cũng không thể làm gì được nó. Hơn nữa, một khi con rồng này bắt đầu giết người, sẽ không dễ dừng nó lại.
các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau khuyên hắn đi. Cổ Yên Tuyết phản ứng lại, Diệp công tử, cẩn thận, con ma long dưới hổ máu đó rất nguy hiểm. Lời nói vừa dứt, Diệp Bắc Minh liền tiến lên một bước. Đừng mà! Đôi mắt của ông già tự xưng là người của chiến tông co rút lại, nỗi sợ hãi lập tức lan khắp cơ thể. Tiêu rồi! Hắn chủ động nhảy xuống hổ máu, cũng có nghĩa là lấy thân mình hiến tế cho ma long. Còn ngây ra đó làm gì? Chạy đi! Hai ông già sợ hãi gầm lên, quay người bỏ chạy. Gào! Một tiếng rồng gầm quái dị vang lên, cả trời đất đều rung chuyển. Một sức mạnh giống như sóng thần quét qua, hất bay Cổ Yên Tuyết và Hoa Du Nhiên, bọn họ lăn lộn hơn chục vòng mới dừng lại. Diệp công tử! Cổ Yên Tuyết vẫn muốn đi lên cứu người. Hoa Du Nhiên hét lên, Yên Tuyết, cô điên rồi. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Chúng ta đi trước. Anh ta nắm lấy vai của Cổ Yên Tuyết, nhanh chóng lùi lại cả trăm dặm. Quay đầu nhìn lại. Ngọn lửa ma quái ngập trời. Toàn bộ bầu trời bị bao phủ trong ngọn lửa ma quái màu đen. Sâu trong ngọn lửa ma quái, bóng một con huyết long khổng lồ gầm lên dữ dội, vang vọng khắp trời đất. Sắc mặt mấy chục người của chiến tông trở nên âm trầm, bao vây quanh hắn, tiểu tử kia đã chọc giận ma long, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Hai người các ngươi là bạn của hắn, nếu hắn chết, các ngươi sẽ phải chịu trừng phạt thay hắn. Hàng chục đệ tử chiến tông vây quanh xông lên. Cơ hội thể hiện đến rồi. Hoa Du Nhiên bước tới, chặn trước mặt Cổ Yên Tuyết. Anh ta ngạo mạn quát, đám người bản địa các ngươi còn dám ra tay. Bổn công tử đến từ vị diện chi thượng, nếu ngươi dám ra tay. Bốp, ông già vừa nói đáp xuống trước mặt Hoa Du Nhiên, tát vào mặt anh ta một cái gì mà vị diện chi thượng? Cái gì mà nhà họ Hoa, chưa từng nghe qua. Ngươi dám đánh ta? Hoa Du Nhiên trợn tròn mắt, không dám tin. Anh ta tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi chết chắc rồi, nhà họ Hoa ta. Đúng lúc anh ta muốn sử dụng thần lực để phản kháng thì lại phát hiện thần lực của mình đã cạn kiệt, không thể sử dụng được. Bốp! Cùng lúc đó, cái tát thứ hai giáng xuống khiến Hoa Du Nhiên bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cái thứ rác rưởi gì chứ, đưa hắn đi. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã nhảy vào trong hồ máu. Vị máu nồng nặc, dính dấp. Một khí tức khiến người ta buồn nôn điên cuồng tràn vào miệng và mũi hắn. Năng lượng hỗn độn phóng ra, chặn máu tươi lại, hắn bơi thẳng về nơi sâu nhất trong hồ máu. Đó là, làm sao có thể? Vừa mới lặn xuống khoảng 100 mét, thân thể Diệp Bắc Minh liền run rẩy, hắn không dám tin vào mắt mình. Sâu trong hồ máu, một con huyết long phiên bản to, gần như giống hệt với con huyết long trong cơ thể hắn xuất hiện trước mắt hắn. Đồng thời, con huyết long đó quay lại, nhìn thẳng vào Diệp Bắc Minh, một khí tức chết chóc bao trùm. Chết tiệt, tiểu tử! Con huyết long này sao lại giống với con rồng trong huyết mạch của cậu vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng choáng váng. Lần đầu tiên Diệp Bắc Minh triệu hồi huyết long thì là tồn tại trong huyết mạch. Sau này, hắn phát hiện ra rằng chỉ cần sử dụng kiếm khí, thần lực là có thể duy trì con huyết long trong huyết mạch. Nếu diễn hóa ra, có thể tăng gấp đôi sức chiến đấu. Nhưng chuyện này, Diệp Bắc Minh vẫn luôn cho rằng vì hắn là người Hoa Hạ, có hảo cảm trời sinh với rồng. Hắn không ngờ rằng ở chân võ giới cách đó không biết bao nhiêu vị diện, lại có thể phát hiện ra một con huyết long giống hệt. Một con huyết long sống sờ sời thật sự tồn tại. Tôi cũng không biết, lẽ nào con huyết long này khiến cho huyết mạch tôi sôi sục không? Diệp Bắc Minh rất kích động. Con huyết long nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, hung dữ, cuồng bạo, khinh thường mọi thứ. Đặc biệt là đôi mắt kia, thần long thật sự trên cửu thiên. Cái gì mà hỗn độn tổ long, thương long, lệ long, tiềm long đều suy yếu trước mặt nó. Chỉ cần một ánh mắt, Diệp Bắc Minh dùng mình, cảm nhận được khí tức chết chóc. Gào! Một tiếng rồng gầm, đuôi con huyết long vung ra, xoay người lao về phía Diệp Bắc Minh. Tốc độ cực kỳ nhanh. Bang! Một tiếng vang lên, Diệp Bắc Minh cảm giác được xương sườn của mình vỡ ra, không khỏi phun ra một ngụm máu. Diệp Bắc Minh hoàn toàn tức giận, mẹ kiếp, đánh lén phải không? Năng lượng hỗn độn nở rộ, bảo vệ bên ngoài cơ thể. Hắn xoay người dậm chân trên không trung. Không chút sợ hãi, hắn lao thẳng về phía con huyết long. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, ra đây. Hắn hét lên. Một thanh kiếm cổ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn và chém về phía đầu con huyết long. Con huyết long rất tức giận, con mồi mà nó gặp trước đây đều không chịu được mấy đòn đánh dưới tay nó, nhưng tiểu tử trước mặt lại khó chịu như vậy. Mười mấy làn sóng máu đột nhiên cuộn lên, mùi máu tanh kinh khủng quét qua Diệp Bắc Minh không ngừng vung kiếm.
một người một rồng chiến đấu với nhau hơn 100 đòn đánh. Diệp Bắc Minh thậm chí còn tìm thấy cơ hội, đúng lúc chém nát làn sóng máu cuối cùng, hắn đáp xuống đầu con huyết long. Một tay nắm lấy sừng con huyết long, gào, Icon huyết long trở nên giận dữ, vặn vẹo điên cuồng, cố gắng thoát khỏi Diệp Bắc Minh hy nghiệt xúc. Nếu còn dám chống cự, ta sẽ chém bay đầu ngươi. Diệp Bắc Minh hét lớn. Thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống. Phụt, âm thanh nghèn nghẹt, 1/3 lưỡi kiếm đâm vào đầu con huyết long. Nếu đâm sâu hơn, với sức tấn công đáng sợ của bất hủ đế kim, chỉ cần một kiếm, con huyết long nhất định sẽ bị giết ngay tại chỗ. Hu hu hu, đừng giết tôi không cố ý làm hại ai cả. Con huyết long lại lên tiếng cầu xin, hơn nữa còn là giọng nói của một cậu bé 7-8 tuổi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, chết tiệt, lẽ nào đây vẫn là một con rồng bé sao? Nếu là một con huyết long trưởng thành thì sẽ đáng sợ biết bao. Ngươi, không cố ý hại người, vậy máu tươi ở nơi này là thế nào? Diệp Bắc Minh hơi do dự một chút, huyết long nói, hu hu hu, dưới này có bảo bối, bọn họ tới đây để lấy thứ đó đi. Cha mẹ tôi bảo tôi nhất định phải canh giữ thứ đó, ai dám đến trộm nó đi thì đều phải chết. Máu này đều là do những người đó để lại. Là bảo bối gì? Diệp Bắc Minh có chút mất bình tĩnh. Con huyết long phát ra tiếng rên rỉ, sẽ sợ y ôi cũng không biết, tôi đến gần thứ đó thì Diệp Bắc Minh ra lệnh, đưa ta tới đó. Không được, con huyết long lắc đầu. Hử! Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, thanh kiếm trong tay khẽ rung lên. Huyết long sợ hãi cầu xin, hu hu hu. Tôi vẫn còn bé, tôi không muốn chết, đừng chặt đầu tôi. Đối mặt với giọng nói như trẻ con, Diệp Bắc Minh có chút dở khóc dở cười, người đưa ta đi, ta sẽ không giết ngươi. Được rồi, con huyết long do dự trong vài giây, quay người đi về phía hồ máu. Dưới sâu khoảng 1.000 mét, có một tầng năng lượng ngăn cách, tất cả máu đều bị chặn lại bên ngoài. Phía dưới, một khoảng chân không. Không người phía dưới hồ máu lại có một không gian lớn như vậy. Diệp Bắc Minh cau mày. Tiếp tục đi. Huyết long không dám chống đối, chỉ có thể tiến về phía trước. Sau khi lặn được khoảng vài trăm mét, phía dưới lại có một luồng năng lượng hỗn độn đang lưu chuyển. Phía trên năng lượng hỗn độn có một cỗ quan tài đá đang lơ lửng. Khoảnh khắc nhìn thấy quan tài đá đó, con huyết long dường như vô cùng sợ hãi, gào chính là cái đó. Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc, dưới hồ máu này lại có nhiều năng lượng hỗn độn như vậy. Người trong quan tài đá này là ai? Lại được chôn ở đây. Giây tiếp theo, máu trong cơ thể Diệp Bắc Minh gần như sôi sùng sục. Trên bề mặt da thậm chí còn có một lớp máu mờ nhạt. Toàn thân cực kỳ nóng rát. A! À, hắn hét lên một tiếng. Tất cả quần áo trên người Diệp Bắc Minh đều bị đốt cháy. Hoàn toàn biến thành tro bụi. Cả người đỏ rực. Mỗi tấc da trên cơ thể đều hiện lên những ma văn đáng sợ. Một tiếng nổ lớn vang lên, quan tài đột nhiên mở ra. Một sức mạnh không thể cưỡng lại hút Diệp Bắc Minh đến đó. Hắn trực tiếp bị quan tài đá nuốt chừng. Nắp quan tài đóng lại. A, à, ăn rồi, anh ta bị ăn rồi. Con huyết long sợ hãi đến mức quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc đó, không biết cách đó bao xa, sâu trong một khu mỏ không nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Một nhóm thợ mỏ đang đào một cách có trật tự. Minh Nhi, một người đàn ông trung niên đột nhiên dừng lại, ánh mắt khẽ run lên. Anh Huyền, có chuyện gì vậy? Bên cạnh, một người phụ nữ mặc đồ vải lanh, biểu cảm có chút tiều tụy. Vẫn không thể giấu được gương mặt, lên tiếng. Nếu như Diệp Bắc Minh ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Người đàn ông đó chính là cha của hắn, Dạ Huyền. Người phụ nữ mặc đồ vải lanh chính là mẹ hắn, Diệp Thanh Lam. Lúc này, Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền có một vết sẹo kinh người bắt đầu từ trán đến khóe miệng. Không chỉ hai người họ mà mọi thợ mỏ trong mỏ đều có một vết sẹo như vậy trên mặt. Dấu hiệu của một nô lệ, anh cảm nhận được hơi thở của Minh Nhi. Diệp Huyền toàn thân run rẩy, nước mắt Diệp Thanh Lam đột nhiên trào ra, Minh Nhi .ans. Anh nói thật chứ, nhiều năm như vậy, Minh Nhi, tìm được nơi này rồi sao? Bà kích động đến mức toàn thân run rẩy. Thế giới họ đang sống đã sụp đổ một cách khó hiểu. Toàn đại lục hỗn độn rơi vào khe nứt không gian. Khi họ tỉnh dậy, vừa hay rơi xuống gần một khu mỏ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã bị bắt làm nô lệ và bị ném vào hầm mỏ để làm việc. Còn bị đóng dấu nô lệ, suốt ngày làm việc trong hầm mỏ, làm việc không biết bao nhiêu năm. Hai mắt Dạ Huyền đỏ lên, anh cảm giác được năng lượng huyết mạch của Minh Nhi, chắc là nó đã tìm đến vị diện này rồi. Nhưng, có thể tìm thấy chúng ta không? Vừa nói, Dạ Huyền trở nên lo lắng. Đột nhiên, bụp, một sợi roi bay tới, đánh thẳng vào mặt Dạ Huyền, hai tên khốn kiếp các ngươi sao dám lười biếng.
mau ném bọn chúng vào khu vực mỏ mai nghe đến từ mỏ mai, những người thợ mỏ xung quanh tái mặt vì sợ hãi. Điên cuồng vung cái cuốc trong tay, mỏ mai, những người thợ mỏ vào đó, không ai còn sống sót đi ra. Khoảnh khắc bị hút vào trong quan tài đá, Diệp Bắc Minh cảm thấy vô cùng bất an. Tiểu tháp, hắn hét lên, tháp càn khôn chấn ngục lại không có chút phản ứng gì cả. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh phát hiện ra mình xuất hiện ở một không gian hỗn độn. Xung quanh tối om, không gian cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 100 mét vuông. Đây chính là ở bên trong quan tài đá sao? Diệp Bắc Minh rất cảnh giác, hắn muốn rút càn khôn chấn ngục kiếm ra, nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Mọi biện pháp lúc này đều vô dụng, kể cả sức mạnh trong đan điền, tất cả đều không có tác dụng. Đạo đài luân hồi, thúc địa thành thốn, ảnh thuấn, cực đạo tự tại công. Diệp Bắc Minh hét lên, cơ thể không có bất kỳ phản ứng nào. Đột nhiên, một giọng nói quái dị đột nhiên vang lên, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Diệp Bắc Minh kinh hãi, là ai đang nói? Ta, giọng nói thanh tao đó vang vọng trong không gian. Diệp Bắc Minh cau mày, đừng có giả thần giả quỷ, có gan thì ra đây. Ta đang ở ngay dưới chân ngươi, ngươi không nhìn thấy ta sao? Dưới chân, Diệp Bắc Minh sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất trong không gian lại là trong suốt. Dưới chân hắn là một mặt đất lớn như thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân thể duyên dáng nằm lặng lẽ. Một vẻ đẹp tuyệt vời, trần truồng, vô cùng hoàn hảo, cô ta đang nhắm mắt lại, nằm yên lặng ở đó, giống như bị thời gian phong ấn. Diệp Bắc Minh có trực giác, người phụ nữ này không chết, mà là đang ngủ say, cô. Cô là ai? Đối mặt với một mỹ nhân tuyệt đẹp, khỏa thân, hắn không có chút ý nghĩ xấu xa. Thay vào đó chỉ có nỗi kinh hoàng vô tận, nơi này thật kỳ lạ. Từ lúc hắn bước vào, mọi sức mạnh đều không thể sử dụng được. Ngay cả tiểu tháp cũng đã mất liên lạc, thanh càn khôn chấn ngục kiếm cũng không thể triệu hồi được. Thậm chí, Diệp Bắc Minh âm thầm liên lạc với nghĩa địa hỗn độn nhưng cũng không có phản ứng gì. Đừng có đoán mò nữa, ta là người đang đợi ngươi trong thời không. Người phụ nữ không mở miệng, nhưng âm thanh lại phát ra từ cơ thể cô ta. Lông mày Diệp Bắc Minh cau lại, nhíu chặt vào nhau, rốt cục cô là ai? Tại sao lại đợi tôi? Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ vang lên, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết. Diệp Bắc Minh vẫn cau mày như cũ, có gì không thể nói rõ ngay bây giờ sao? Người phụ nữ thở dài, biết sớm quá sẽ không tốt cho ngươi. Việc ngươi có thể đến đây đã được định sẵn từ lâu rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cái khỉ gì mà định sẵn, trước giờ tôi đều không tin. Vận mệnh của Diệp Bắc Minh tôi, tự tôi làm chủ. Người phụ nữ trầm mặc, một lát sau, cô nhàn nhạt thốt ra một câu, ngươi vẫn giống hệt như trước. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, cô biết tôi, quen biết từ lâu rồi. Người phụ nữ trả lời chắc chắn, ngươi tu luyện pháp tắc luân hồi, có vẻ như ngươi đã từng thấy luân hồi rồi phải không? Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, cô, làm sao cô biết, đừng ngạc nhiên, ta còn biết nhiều thứ nữa, ngươi còn có thần hồn của 100 vị sư phụ ở trên đạo đài luân hồi. Ngươi cho rằng như vậy là đang cứu họ sao? Trên thực tế, bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ luân hồi được. Nghe thấy vậy, cơ thể Diệp Bắc Minh run lên. Cô có ý gì? Giọng nói của người phụ nữ rất bình tĩnh, ta cũng biết, nghĩa địa hỗn độn nằm trong tay ngươi. Cô, rốt cục cô là ai? Ra đầu Diệp Bắc Minh tê dại, đối với thế giới bên ngoài, tháp càn khôn chấn ngục đã không còn là bí mật. Rất nhiều kẻ thù đã nhìn thấy nó, chỉ có nghĩa địa hỗn độn, đối với Diệp Bắc Minh mà nói, là tuyệt mật trong tuyệt mật. Ngoại trừ Hạ Nhược Tuyết, chỉ có Diệp Quỳnh từng thấy một lần. Người phụ nữ bị phong ấn này lại biết sự tồn tại của nghĩa địa hỗn độn. Làm sao hắn có thể không ngạc nhiên? Giọng người phụ nữ vẫn bình tĩnh, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có muốn 100 sư phụ của ngươi tiến được vào luân hồi không? Diệp Bắc Minh thở gấp, là ý gì? Người phụ nữ nói, bọn họ đã bị ràng buộc vào đạo đài luân hồi, kiếp này không thể rời ra được. Thực lực của ngươi càng mạnh, bọn họ sẽ càng khó rời khỏi đạo đài luân hồi. Một khi ngươi hoàn toàn lĩnh hội được pháp tắc luân hồi, bọn họ sẽ hoàn toàn dung hợp với đạo đài luân hồi. Hơi thở của Diệp Bắc Minh nghẹn ngào, là ý gì? Người phụ nữ mỉm cười, người nói xem, các sư phụ của tôi sẽ chết sao? Giọng nói của Diệp Bắc Minh ngưng trọng, người phụ nữ trả lời, đúng vậy, làm sao mới có thể cứu được họ? Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu lại, người phụ nữ cũng không phí lời, mở ra tầng thứ 5 của nghĩa địa hỗn độn, người sẽ hoàn toàn hiểu được luân hồi là như thế nào. Đến lúc đó, không cần ta nói, tự ngươi sẽ biết phải cứu họ như thế nào. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể cứu được các sư phụ là được. Tại sao lại giúp tôi? Ta là đang tự giúp mình. Mí mắt của người phụ nữ khẽ cử động. Lông mày của Diệp Bắc Minh lại nhíu lại. Đừng nói những thứ thừa thãi nữa, cũng đừng ở trước mặt tôi chơi đánh đố. Sức tiếp nhận của tôi rất lớn, cứ nói thẳng đi.
cô tìm tôi rốt cục là muốn nói gì? Không thể nào là vì các sư phụ của tôi được. Người phụ nữ lại im lặng. Thật lâu sau, cô ta mới thở dài, người vẫn là người thiếu kiên nhẫn như trước. Có ba việc. Thứ nhất, người nhất định phải tiến vào thời không hỗn độn. Thứ hai, không được chết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Thứ ba, con rồng bên ngoài là hậu duệ của con rồng mà ngươi thu nhận năm đó. Lời nói vừa dứt, mặt đất dưới chân tràn ngập năng lượng hỗn độn, bóng dáng người phụ nữ hoàn toàn biến mất. Thời không hỗn độn, đó là cái gì? Cơ hội cuối cùng, là ý gì? Con huyết long đó là hậu duệ của con rồng mà mình đã thu nhận năm đó. Là ý gì? Giây tiếp theo, một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ quét qua, Diệp Bắc Minh bị thổi bay ngược về phía sau. Bang, một tiếng động lớn, quan tài đá mở ra. Diệp Bắc Minh trực tiếp bay ra ngoài. Gào, ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng rồng gầm. Con huyết long đó lại lao ra, cơ thể uốn lượn, làm động tác trượt đi trong không trung. Nó lao tới phía trước Diệp Bắc Minh, uốn lượn thành một vòng cung cực kỳ quỷ dị, quỳ xuống trước mặt Diệp Bắc Minh, chủ nhân. Hu hu hu, cuối cùng cũng đợi được người rồi. Mau đưa tôi rời đi. Từ nay về sau, chủ nhân bảo tôi đi về hướng đông, tôi tuyệt đối không đi về hướng tây. Con huyết long rất kích động, Diệp Bắc Minh rất sửng sốt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm sợ hãi, kích động và ngạc nhiên trên khuôn mặt của một con rồng. Diệp Bắc Minh ngây ra hồi lâu, rồi mới hỏi, người đều biết rồi. Con huyết long trông hung dữ, nhưng lúc này nó gật đầu một cách cực kỳ dễ thương, chủ nhân, đại nhân trong quan tài đá đã nói với tôi. Tôi không ngờ rằng, người chính là người mà cha mẹ tôi bảo tôi đợi. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của con huyết long, Diệp Bắc Minh cũng không nói nữa, huyết long, người nghĩ kỹ sẽ đi theo ta rồi chứ. Chủ nhân, nghĩ kỹ rồi, con huyết long ngoan ngoãn gật đầu, kết hợp với vẻ ngoài hung dữ, thực sự khiến cho khóe miệng người ta phải giật giật. Diệp Bắc Minh gật đầu, đi, đi tìm cha mẹ ta trước. Huyết long hỏi, chủ nhân, người đang tìm người à? Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn con huyết long một cái gì? Người còn biết tìm người à? Huyết long cười tâu toét. Lộ ra hàm răng sắc nhọn, tất nhiên rồi. Khứu giác của tôi nhạy cảm nhất trong thiên hạ, có thể thông qua máu để tìm những người có mối quan hệ huyết mạch với chủ nhân. Thật sao? Diệp Bắc Minh kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.